Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 3451, thần linh hoàng xuất hiện hai Hiển nhiên, ở trong nháy mắt cốt long gần thôn phệ, giọt long huyết này bị nàng cướp đi. Là nữ tử, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, tu vi sâu không lường được, giống như lão giả phía trước, đồng dạng đạt đến cổ thánh nhị trọng chưa tử cảnh. Lông mày Trương Huyền nâng lên. Đã sớm đoán ra, linh hoàng tẩm điện sẽ có mấy vị cổ thánh, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy. Đoạt huyết dịch lại, biết thời gian không đợi người, chờ lâu một giây đồng hồ, liền nhiều một giây nguy hiểm, Trương Huyền vội vàng ra lệnh. Vèo, bàn tay trong thiên đạo chi thư lăng không bắt tới nữ tử. Chào một cái, không gian giam cầm, thân thể nữ tử trực tiếp bị đóng băng, không thể động đậy. Bành, nữ tử hơi đỏ mặt, chỉ thoáng cái bay ngược ra. Cho, không nghĩ tới bàn tay này cường đại như thế, ngón tay nữ tử búng một cái, huyết dịch lập tức bay về phía Linh Hoàng. Linh Hoàng vụt qua, đi tới trước mặt, đưa tay bắt tới. Bàn tay trong thư tịch cũng phá không bắt đến. Cả hai lực lượng khổng lồ đối đầu, trận pháp bốn phía không chịu nổi, nhao nhao nứt ra. Xảy ra chuyện gì? Linh Hoàng đang cùng người chiến đấu. Audio điện tử võ tấn bền. Dầm, trong nháy mắt, lại bay tới hai vị cổ thánh, Giống như nữ tử, đều là chưa tử cảnh, tuy cấp bậc không cao, nhưng hai người liên thủ, uy lực liền không đồng dạng. Vốn ngoan nhân sắp cầm được huyết dịch, giờ phút này hai vị cổ thánh ngăn cản, lại không cách nào tiến lên mảy may, phảng phất như bị đóng ở tại chỗ. Trận pháp vận chuyển, bị lực lượng của ngoan nhân bài xích, linh hoàng cũng không lấy được long huyết, Hàm răng cắn chặt, bàn tay chảo một cái. Ông, trong đại điện bố trí tốt trận pháp vận chuyển, vô số ánh sáng thời gian nháy mắt bao phủ ngoan nhân đây là nơi ở của hắn vì bố trí phù văn cùng trận pháp hao tốn không biết bao nhiêu năm tuy hiện tại ngoan nhân là đã khôi phục được tích huyết trùng sinh đỉnh phong nhưng vẫn trong thời gian ngắn khó mà phá vỡ đây là ta tiêu phí vô số tâm huyết mới tinh luyện huyết dịch há có thể bị ngoại nhân cướp đi thấy ngoan nhân bị nhốt lại thần linh hoàng thở phào nhẹ nhõm hừ lạnh một tiếng lăng không trào một cái huyết dịch lập tức huyền phù ở trong lòng bàn tay tản mát ra lực lượng cuồng bạo. Lần nữa nhìn một chút, hình rồng trong đó phát ra thanh âm nghẹn ngào, giống như bị xóa đi linh trí. Cổ tay khẽ đảo, há miệng muốn nuốt vào. Hắn bị thương rất nặng, hủy cơ sở, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu liền sẽ tử vong, mà bây giờ có long huyết tẩm bổ, hoàn toàn có thể khôi phục đến trước kia, thậm chí tiến thêm một bước. Ta, không nghĩ tới đến cuối cùng, còn bị cái tên này cướp đi, lòng cốt thần thương gào thét vội vàng vọt tới. Mạnh mẽ va chạm, để thần linh hoàng lảo đảo, long huyết từ ngón tay không tự chủ được rơi xuống. Người muốn chết, nhướng mày, thần linh hoàng vỗ xuống một trường. Lạch cạch, cốt long chỗ nào chịu được, đầu cắm vào trên mặt đất, đập ra một cái lỗ to. Hừ, đánh bay long cốt thần thương, thần linh hoàng lại vồ một cái, cầm lấy huyết dịch, vừa định đưa vào trong miệng, ngay sau đó cảm thấy đầu ngón tay trượt lạnh, dường như có gió xẹt qua vội vàng cúi đầu, huyết dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Da đầu nổ tung, vội vàng nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một cái hồ lô, chẳng biết lúc nào lơ lửng giữa không trung, thân thể uốn éo, lập tức nuốt huyết dịch xuống. Chương 3452, Mạc Linh cổ thánh ra tay một. Ngươi, thần linh hoàng bối rối. Trương Huyền cũng đứng tại nguyên chỗ, cảm thấy trong lòng có mấy vạn con thần thú bay lượn qua. Cái hồ lô này chính là động hư hồ lô lúc trước giấu ở trong đan điền của hắn sau khi nuốt thiên ngoại phi thạch một mực nằm ở trong giới chỉ không nhúc nhích giống như chết rồi làm sao lại đột nhiên chạy đến hơn nữa còn nuốt huyết dịch đây chính là mấu chốt giải phong long cốt thần thương cho nó nuốt cốt long liền không cách nào diễn sinh huyết nhục không cách nào phá giải phong ấn chỉ bằng vào ngoan nhân đừng nói chạy trốn làm không cẩn thận sẽ chết ở đây máu máu của ta Lòng cốt thần thương ngã xuống đất, không ngừng lay động, nước mắt chảy ra, lay động quá lớn, đầu suýt chút nữa từ trên cổ rơi xuống. Đây chính là mấu chốt để nó thuế biến cùng phá giải phong ấn, kết quả bị một cái hổ lô ăn. Người không phải không có miệng ư. Làm sao nuốt xuống? Ờ, nuốt long huyết, hồ lô ở một cái, rất thỏa mãn nhẹ nhàng vụt qua, lần nữa lao về phía trương huyền. Trả long huyết lại cho ta giờ phút này thần linh hoàng mới phản ứng lại cả người muốn điên rồi vẻ mặt phát điên lao đến bàn tay duỗi ra không gian đổ sụp một mảng lớn trương huyền mắt tối sầm lại cổ thánh tam trọng giao chiến thực lực của hắn bây giờ đã không cách nào nhúng tay vì lẽ đó căn bản không có nghĩ đến sông tới đoạt huyết dịch một ngực ở một bên xem cuộc chiến một khi cơ hội không tốt xoay người bỏ chạy ai biết cái hồ lô này cướp xong huyết dịch liền sông về phía mình còn thuận tiện đưa thần linh hoàng tới cái gì thù cái gì oán hảo ý đặt ngươi ở đan điền dùng chân khí tẩm bổ lại cho thiên ngoại phi thạch liền đối đãi ta như thế trong lòng suýt chút nữa chửi má nó thân thể trương huyền vụt qua muốn tạm thời tránh mũi nhọn ai biết còn không có chạy trốn thấy hoa mắt hồ lô đã chui vào đan điền tìm địa phương thoải mái nằm xuống ngươi đầu nổ tung trương huyền biên rồi lúc này lại không để ý tới đi tìm hồ lô phiền phức huyết mạch trương ra vận chuyển thời gian trở nên chậm, đồng thời thi triển ra thiên đạo thân pháp, thời gian nháy mắt đi tới trước mặt ngoan nhân. Đối mặt thần linh hoàng, hiện nay đáng tin cậy nhất cũng chỉ có tên này. Chết! Thấy hồ lô cướp đoạt huyết dịch chạy đến trương huyền liền biến mất, thần linh hoàng biết chắc là tên này dùng thủ đoạn, tức giận đến run rẩy song trưởng bài không vỗ xuống. Không khí giống như bị rút sạch, trương huyền chỉ cảm thấy thân thể cứng nhắc, kìm lòng không được bay về phía đối phương, giống như chủ động tự tìm đường chết chủ nhân. Ngoan nhân lại không để ý tới cùng hai vị cổ thánh còn lại giao thủ, một bàn tay khác từ trong thư tịch bay ra, lăng không chảo một cái, khoác lên bả vai Trương Huyền, ngăn hắn tiến lên, cái tay còn lại ở trong sách nhấn một cái, một bộ khung xương tàn khuyết không đầy đủ từ đó chui ra. Ký kết khí ước, chủ nhân chết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bất kể như thế nào, cũng phải cứu tính mạng đối phương. Dầm, khung xương vừa xuất hiện, tựa như trung tâm cơn bão, vô số linh khí hội tụ tới, bàn tay bỗng nhiên áp bước tới. Rời thiên đạo chi thư, sức chiến đấu của ngoan nhân tăng lên không ít, trái tim không ngừng nhảy lên, dâng trào mạnh mẽ, cùng công kích của thần linh hoàng đụng một cái, người sau lập tức bay ngược ra. Trước khi thần linh hoàng bị thương, có thể sẽ không sợ hãi ngoan nhân còn không có khôi phục, nhưng giờ phút này, căn bản không đỡ được. Nhìn thấy ngoan nhân quả nhiên có thể ngăn cản đối phương, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, Ý thức vội vàng tập trung ở đan điền, nhịn không được quát tháo. Ngươi không phải đồng ý ta không đi vào đan điền ư? Chương 3453, Mạc Linh cổ thánh ra tay khai. Phía trước, cho cái hồ lô này thiên ngoại phi thạch, ép đối phương đồng ý rời đan điền, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt lại chui vào. Hơn nữa, còn dẫn thần linh hoàng tới. Tạo cái nhiệt gì a hát. Nếu không phải phản ứng nhanh, kích hoạt trương ra huyết mạch chỉ sợ hiện tại sớm đã không còn tính mạng. Ta chỉ nằm một hồi. Hồ Lộ uốn éo cái mông, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Tức đến cắn răng, Trương Huyền còn muốn mắng vài câu, đột nhiên cảm thấy sống lưng run lên, lực lượng huyết mạch lần nữa vận chuyển, nhanh chóng tiến lên. Rầm rầm rầm, vừa rời đi, không gian phía trước lập tức mất đi, gió lốc khuấy động, không gian vỡ vụn hình thành dư âm đập lên sống lưng, yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi vội vàng quay đầu ngay sau đó nhìn thấy hai cổ thánh vừa rồi vây công ngoan nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa cùng ngoan nhân đối chiến bọn họ khả năng chống lại không được nhưng một bất hủ cảnh đại viên mãn lại không giết được thật sự không cần sống thời gian pháp tác quả nhiên là nhân tộc chết một vị cổ thánh nhìn thấy đánh lén cũng không thành công cau mày lần nữa vỗ xuống một trường một vị khác cũng biết không thể bị dở dang đồng dạng oanh kích tới quyền trưởng còn chưa tới trước mặt, không gian bốn phía liền xuất hiện vặn vẹo, Trương Huyền tựa như rơi vào trong gió táp mưa rào, trốn cũng trốn không xong. Thật coi ta là quả hồng mềm sao. Thấy ngoan nhân giờ phút này đang toàn lực ngăn cản thần linh hoàng khống chế trận pháp, không thể cứu người, Trương Huyền cắn chặt hàm răng, cổ tay khẽ đảo. Phần Phật, hai thi thể cổ thánh lập tức xuất hiện ở phía trước, ngăn lại quyền trưởng. Lúc trước thần dung hoàng cùng mọi người đại chiến, hắn nhân cơ hội cầm đi mấy thi thể, tuy trong khoảng thời gian này một mực bị thương nặng, chưa kịp luyện hóa, nhưng làm lá chắn vẫn dư sức có thừa. Bành, bành, công kích đồng thời đánh vào trên thi thể, để hắn bay ngược ra, Trương Huyền tránh thoát một kiếp. Mi tâm khẽ động, đang muốn sử dụng thiên đạo chi thư, đập chết hai cổ thánh, liền nghe trên không truyền tới tiếng gió rồn rập. Ngay sau đó một đạo khí tức âm hàn cuốn tới, như dây thừng lôi kéo hắn, nhanh chóng bay ra ngoài điện hội trưởng, đi mau. Thanh âm vang lên ở bên tai, mặc linh cổ thánh phát hiện không đúng, vu hồn rời thân thể vọt vào. Trốn chỗ nào? Hai cổ thánh bị thi thể chặn lại công kích, giờ phút này có đề phòng, sao có thể để hắn thuận lợi rời đi, xoay người đồng loạt công kích. Vu hồn xoay người, một trưởng ninh tiếp. Linh hoàng cung sụp đổ xuống, bụi đất tung bay, mặc linh cổ thánh mang theo trương huyền, cũng nhân cơ hội rời phạm vi cung điện bản thân hắn là cường giả tích huyết trùng sinh so với hai vị này thì cường đại hơn chỉ cần linh hoàng không ra tay hai người này muốn ngăn lại gần như không có khả năng hội trưởng ta đã mở ra trận pháp phía ngoài người mau rời đi ta chặn lại hai vị này rất mau đưa trương huyền ra phạm vi tẩm điện mặc linh cổ thánh vội vàng truyền âm lòng cốt thần thương cùng ngoan nhân còn ở bên trong rời đi bọn chúng liền chạy không xong thân thể vụt qua trương huyền dừng ở tại chỗ Lòng cốt thần thường bị thương, ngoan nhân cũng bị thần linh hoàng cùng trận pháp vây khốn, trong thời gian ngắn không thể rời, bản thân thật muốn chạy, hai thứ này làm không cẩn thận sẽ không cách nào trở về. Đã tổn thất ba thi thể cổ thánh, hai thứ này tuyệt không thể có sai lầm. Chương 3454, bảy chật 1. Thế nhưng nơi này chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài, một khi cổ thánh khác trong vương thành tới, lại trốn liền không có khả năng. Mạc Linh cổ thánh gấp gáp thần linh hoàng lôi kéo rất nhiều cổ thánh còn có năm vị không ở chỗ này vừa rồi có trận pháp ngăn cản khả năng không phát hiện được giờ phút này lực lượng tiết lộ nhất định sẽ xông lại đến lúc đó còn muốn chạy trốn sẽ rất khó làm được vu hồn thi triển tuy thực lực rất mạnh nhưng nhiều cường giả như vậy vây nhốt thần dung hoàng còn suýt chút nữa bị giết huống chi là hắn trong khuôn mặt mang theo khẩn trương trương huyền thở ra một hơi coi như hiện tại muốn trốn cũng không kịp, vương thành lớn như vậy, căn bản chạy không thoát. Coi như chạy ra linh hoàng cung cũng vô dụng, phạm vi vương thành bắt ngát như thế, trên tường thành cũng bố trí đủ loại trận pháp, chạy trốn cũng sẽ bị bắt tới. Hơn nữa cho dù trốn ra vương thành, bị hơn 10 vị cổ thánh đuổi giết, lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Vậy làm sao bây giờ? Biết ý tứ của hắn, mặc linh cổ thánh nhìn tới. Suy tư một chút, trương huyền bàn giao. Ngươi chặn bọn họ 10 cái hô hấp, còn lại giao cho ta. 10 cái hô hấp. Sửng sốt một chút, mặc linh cổ thánh cuối cùng vẫn gật đầu. Được. Dầm. Hồn lực vận chuyển, linh khí bốn phía hội tụ thành vòng xoáy. Mặc linh cổ thánh lập tức nghênh đón hai vị cổ thánh, ba người lực lượng khuấy động, không gian từng tầng từng tầng vỡ vụn. Vừa chiến, mặc linh cổ thánh vừa quay đầu nhìn về phía hội trưởng, muốn nhìn hắn đến cùng có phương pháp gì tốt, chỉ thấy hắn lơ lửng giữa không chung, trong mắt hoa văn không ngừng hiện lên, rất nhanh phía trước hiện lên mấy ngàn cây trận kỳ. Khổng miếu thu hoạch lớn, trận kỳ cấp 9, trương huyền đạt được không ít, mấy ngàn cây trước mặt, đều đạt đến cấp bậc này. Hắn, tính toán bầy trận, hiện tại bầy trận kịp ư, hơn nữa, nhìn thấy cử động của đối phương, mặc linh cổ thánh run rẩy suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Đối phương bầy trận, vừa rồi kiến thức qua, quả thực rất cường đại, nhưng đây là nơi nào? Linh Hoàng Cung, bên trong đủ loại phù văn sớm đã hiện đầy, trận pháp sắp đặt, xuất hiện một chút sai lầm cũng không được, nhiều quấy nhiễu như vậy. Đừng nói 10 cái hô hấp, xem như 100 vị trận pháp sư cử tinh, tiêu phí một năm thời gian, cũng chưa chắc có thể thành công. Ở trong mấy trăm trận pháp, tiếp tục sắp đặt trận pháp, đã là dung hợp trận pháp, cần lượng tính toán lớn, tuyệt không phải nhân loại có thể hoàn thành. Hô hô hô, khiếp sợ còn không có kết thúc chỉ thấy thanh niên lơ lửng giữa không trung, bàn tay huy vũ liên tục, trận kỳ bắn ra bốn phía. Không đến ba cái hô hấp, mấy ngàn trận kỳ phân biệt rơi vào bốn phía linh hoàng cung, cắm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tốt, mau lui lại. Làm xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng la lên. Được, Mạc Linh cổ thánh vội vàng bay tới. Hắn muốn đi, hai vị cổ thánh còn lại sao có thể thoại nguyện, lần nữa đồng loạt công kích. Ô ô ô Đúng lúc này, trên không vang lên thanh âm ầm ầm sắc nhọn. Linh Hoàng, đây là người nào, lại bước người thành như vậy? Ha ha, lần này hỗ trợ, đồ vật trước người đồng ý, nhất định phải cho, cũng không thể chi ngoài miệng. Liên tiếp mấy đạo ý niệm lan đến, ngay sau đó, cảm giác áp bách mạnh mẽ hạ xuống từ trên trời. Năm vị cổ thánh đồng thời xuất hiện ở trên Không Linh Hoàng Cung. Đừng nói nhảm, ta muốn sống, đừng để bọn họ chạy trốn đồng ý các ngươi liền nhất định sẽ thực hiện, chạy trốn một cái, bất kỳ sự tình gì cũng không được nhắc lại. Thần Linh Hoàng cắn răng. Chương 3455, bảy trận 2. Tuy mượn trận pháp trong đại điện, hắn có thể chống đỡ ngoan nhân, nhưng thương thế lúc trước quá nặng, giờ phút này đã có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục nữa, ngoan nhân không dễ chịu, thương thế hắn khẳng định càng nặng, làm không cẩn thận sẽ trực tiếp vẫn lạc. Vì lẽ đó, hiện tại bất luận tiêu phí bao nhiêu đánh đổi cũng phải lưu lại những người này nếu không chết nhất định là hắn đặc biệt là tiêu phí vô số tâm huyết mới tinh luyện long huyết không tìm về được thương thế của hắn muốn khôi phục còn không biết năm nào tháng nào cái này có thể năm vị cổ thánh cúi đầu nhìn sang ngay sau đó nhìn thấy mạc linh cổ thánh và ngoan nhân đang cùng hai vị cổ thánh khác chiến đấu chúng ta đã trốn không thoát thấy trong khoảng thời gian này chậm trễ các cổ thánh triệt để đi tới trước mặt, đáy lòng mặc linh cổ thánh phát lạnh. Đối mặt hai vị vừa rồi, hắn còn có cơ hội chạy trốn, trước mắt nhiều như vậy. Đã tuyệt không có khả năng. Ta cố ý chờ bọn hắn tới, nếu không quả thực trốn không thoát. Vẻ mặt trương huyền trở nên trắng, mỉm cười. Sắp đặt ra nhiều trận kỳ như vậy, coi như hắn nắm giữ thiên đạo thư viện, chân khí trong cơ thể vô tận, vẫn cảm thấy tràn đầy mệt mỏi. Cố ý chờ bọn hắn. Mạc Linh cổ thánh sửng sốt đã như vậy còn có tâm tình nói đùa cái này có thể chết người người biết không? Các ngươi chính là những cổ thánh trợ giúp Linh Hoàng tại hạ là bằng hiếu của Dung Hoàng hắn không chết mà là bị Linh Hoàng liên hợp nhân tộc đánh lén bị thương nặng không để ý tới Mạc Linh cổ thánh đã rối loạn Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía từng bóng người có thể lôi kéo tốt nhất đừng nghe hắn nói bậy hắn là gian tế của nhân tộc là một vị danh sư, nhanh động thủ, giết cho ta. Lời còn chưa dứt, thanh âm của thần linh hoàng lo lắng vang lên. Mới vừa rồi còn tính toán lưu đối phương một mạng, hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Những người này, hiện tại hiệu chung với hắn, nhưng từng cái bằng mặt không bằng lòng, dính dáng lợi ích, một khi thần dung hoàng hứa hẹn chỗ tốt càng lớn, còn có thể điều khiển hay không, liền không nói được rồi. Danh sư Nghe nói đối phương là danh sư, hơn nữa lẫn vào nơi này, rất nhiều cổ thánh biến sắc. Ta là danh sư, linh hoàng, lý do này của ngươi quá gượng ép đi, ta một thân sát lục chân khí tinh thuần nồng đậm, thực sự là huyết mạch hoàng thất linh tộc, danh sư. Uổng cho ngươi nói ra được. Trương Huyền cười lạnh, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Trong nháy mắt, sát lục chi khí tinh thuần từ trong cơ thể tuôn trào ra, huyết mạch tinh thuần, so với ba đại hoàng giả chỉ mạnh không yếu. Cái này, sát lục chân khí tinh thuần như vậy, nhân loại thật sự có thể ngụy trang ra sao? Có thể ngụy trang thành như vậy, chỉ sợ chúng ta không cần sống. Mấy vị cổ thánh nổi lên nghi ngờ. Điểm trọng yếu nhất phân biệt dị linh tộc, chính là sát lục chân khí, càng tinh khiết, nói rõ huyết mạch càng cao cấp, vị trước mắt này chân khí tinh thuần, so với bọn hắn còn mạnh hơn, thực là danh sư sao. Giết hắn, chuyện lúc trước đã đáp ứng, gấp đôi. Thấy mấy vị cổ thánh do dự, Lựa hồ tin đối phương, thần linh hoàng cắn răng. Tốt, chẳng cần biết hắn là ai, động thủ. Ánh mắt năm vị cổ thánh run lên. Sĩ linh tộc ở chung, hoàn toàn khác biệt danh sư đại lục, người sau chú ý quy củ, mà bọn hắn không có quy tắc. Có chỉ là lợi ích. Đối phương là người của thần dung hoàng, hay danh sư, đối với bọn hắn mà nói, không sao cả. Thần linh hoàng đồng ý đồ vật, tăng lên gấp đôi, tuyệt đối là thần dung hoàng không cách nào cho đã như vậy, còn có cái gì có thể suy tính? Chết hay không, người này là ai, cũng không sao cả. chương 3456, chạy trốn một Âm âm, lực lượng từ trên bầu trời cuốn tới, nghiền ép về phía trương huyền. Năm đại cổ thánh liên thủ, thiên địa như đun sôi, trước mắt không còn khe hở, mà đen kịt giống như đáy nồi, không gian như bụi bặm lại như hạt cát, bị đụng tới, sẽ lập tức hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn nhìn thấy cỗ lực lượng này, mặc linh cổ thánh sợ tới mức thân thể run lên, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Đi mau, năm người này rõ ràng tu luyện một loại phương pháp hợp kích nào đó, nếu không không có uy lực này. Chiều này hạ xuống, tích huyết trùng sinh đỉnh phong cũng chưa chắc chống đỡ được, huống chi là hắn. Còn nghĩ vu hồn sư công hội rốt cuộc xuất hiện hội trưởng, nhất định có thể giải quyết tai họa ngầm của dị linh tộc, khôi phục thân phận thật sự của bọn họ, để con cháu đời sau có tư cách lần nữa trở lại danh sư đại lục, nằm mơ cũng không ngờ tới tên này không đáng tin cậy như vậy, mới nhận nhau liền vẫn lạc. chuyện này là sao? vội vàng đi tới trước mặt đối phương, hồn thể kéo bàn tay của hắn, muốn tránh né công kích, lại thấy đối phương lắc đầu, cánh tay vung một cái, tránh thoát hắn lôi kéo. đến hay lắm, ngay thời điểm nghi ngờ, chỉ nhìn thấy khóe miệng thanh niên nâng lên, biểu lộ tìm đường chết. da đầu hắn run lên vu hồn sư, đến cùng làm chuyện xấu gì, lại gặp được một hội trưởng không đáng tin cậy như vậy. Buồn bực sắp bùng nổ, cuối cùng vẫn hội tụ lực lượng lần nữa bắt tới, còn không có tiếp xúc thân thể đối phương, chỉ thấy hai tay thanh niên giơ lên. Thu, âm âm, lực lượng màu đen rơi vào bàn tay đối phương, Trương Huyền cũng không giống như tưởng tượng, hóa thành bụi bậm mà không nhúc nhích, năm đại cổ thánh liên hợp hình thành công kích, tại cả ở cách hắn không đến 2cm, chia làm 5 phần vọt tới bốn phía. Đây là trận pháp. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ bảo vệ thân thể thanh niên, mặc linh cổ thánh vội vàng nhìn xuống dưới, ngay sau đó nhìn thấy, tất cả phù văn trong linh hoàng cung đồng thời sáng lên, tính cả trận pháp cùng một thời khắc vận chuyển. Vô số linh khí ở trên người thanh niên, tạo thành một lồng ánh sáng hình ngũ giác. Công kích của đối phương, chính là bị lồng ánh sáng này hấp thu, lần nữa hội tụ đến trong trận pháp. Đây là cưỡng ép hấp thu lực lượng công kích của đối phương thân thể mặc linh cổ thánh run lên đứng chết chân tại chỗ triệt để bối rối năm đại cổ thánh liên hợp công kích cường đại cỡ nào trong lòng của hắn rõ ràng coi như ba cái mình liên hợp chung một chỗ cũng đừng hòng chống đỡ được nhưng thanh niên trước mắt không chỉ ngăn lại còn hấp thu cỗ lực lượng này cái này là trận pháp vừa rồi hắn sắp đặt ra nhiều trận pháp như vậy vây quanh sắp đặt ra một trận pháp đơn độc liền rất không dễ dàng Hắn bố trí đại trận, vậy mà có thể dung hợp tất cả trận pháp lại với nhau, phát huy ra uy lực càng cường đại hơn. Đã không phải là nghịch thiên có thể miêu tả. Phá! Không đi quản vị Vu hồn sư này khiếp sợ, hai tay trương huyền vỗ tới. Trận pháp hình ngũ giác lập tức tụ lại lực lượng, hóa thành lồng giam to lớn, bay về phía năm người. Cái này, nguy rồi. Năm đại cổ thánh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bản thân liên hợp công kích, bị đối phương ung dung phá giải hơn nữa bị lấy đạo của người trả lại cho người, từng cái vẻ mặt trắng bệch, lần nữa liên hợp lại. Chương 3457, chạy trốn hai. Âm âm, lực lượng song phương đối đầu, năm đại cổ thánh phun máu tươi, đồng loạt lui về phía sau. Trận pháp của Linh Hoàng cung, vốn có thể phòng ngự tích huyết trùng sinh đỉnh phong, giờ phút này lại phối hợp trận pháp của Trương Huyền cùng mọi người công kích, phát ra lực lượng vượt khỏi tưởng tượng, cho dù bọn họ liên thủ cũng không chống lại được ngoan nhân mang theo lòng cốt thần thương đi theo ta một kích thành công trương huyền cũng không tiếp tục mà quay đầu nhìn về phía ngoan nhân đang cùng thần linh hoàng chiến đấu nói một tiếng cùng thời khắc đó hình ngũ rác lần nữa thả ra một đạo hắc quang lăng không bổ xuống hắc quang chém xuống trận pháp ngoan nhân nhẹ nhàng vụt qua tránh thoát thần linh hoàng áp chế xương tay vồ một cái thu lấy lòng cốt thần thương cùng ba thi thể cổ thánh đi làm xong những chuyện này bàn tay Trương Huyền lần nữa run lên, hình ngũ giác đâm rách không gian, ngoan nhân, mặc linh cổ thánh tính cả hắn, bỗng nhiên nhảy dựng, chui vào trong đó, thời gian nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhanh lưu hắn lại, thấy đối phương chạy trốn, thần linh hoàng sắp nổ tung, lần nữa nhìn về phía nam đại cổ thánh. Người vẫn là trước nghiên cứu một chút, vì sao hắn có thể khống chế trận pháp hộ cung của người đi. Trận pháp này lợi hại như thế, liều mạng tới, chúng ta đều sẽ bị thương. Nam đại cổ Thánh Hừ một tiếng. Tuy rất muốn đạt được đồ vật trong miệng đối phương, nhưng bởi vậy bị trọng thương mà nói, tuyệt đối được không bù mất. Bởi vậy, bị đối phương một đòn lui về phía sau, bọn họ liền ngừng lại, không phải đánh không lại đối phương, mà là có chỗ kiêng kỵ. Hừ, tức đến sắc mặt trắng bệch, thần linh hoàng biết, cùng đối phương chỉ là liên minh, mà không phải phụ thuộc, có thể giúp đỡ ngăn cản một chút cũng rất không tệ, muốn bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng lưu người lại quả thực không có khả năng hoàn thành. Sĩ linh tộc, trời sinh liền rất cường đại, tuổi thọ cũng dài, dựa theo tình huống bình thường, sống vài vạn năm, diệt danh sư đại lục cực kỳ ung dung, nhưng một mực không thành công, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mỗi một cái đều quá ích kỷ. Căn bản không liên hợp đến cùng một chỗ. Không nói ba đại hoàng giả bọn họ, triệu tập những vương giả này cũng giống như vậy, nếu như là danh sư, mọi người đồng tâm hiệp lực, một lòng đoàn kết, làm sao đến mức cố thủ ở đây đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thiếu một tồn tại trí cường, có thể để cho tất cả mọi người thần phục, giống như ngoan nhân lúc trước. Mặc dù thần Dung Hoàng là linh tộc đệ nhất nhân, nhưng không mạnh hơn người khác quá nhiều, không có lực chấn nhiếp chân chính. Lấy ra một viên đan dược, ăn vào, vẻ mặt hơi khôi phục một chút, thần Linh Hoàng nhìn lại trận pháp phía dưới. Trận pháp Linh Hoàng cung là hắn cùng tiền bối của mình hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, tiêu hao bao nhiêu nhân lực mới bố trí ra, chỉ nghe hắn hoặc là người chỉ định khống chế, làm sao lại nghe theo tên kia chỉ huy, chống lại năm đại cổ thánh. Hơn nữa bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Liếc mắt nhìn, nhìn không ra cái gì, ngón tay vạch một cái, một giọt máu lơ lửng giữa không chung. Trận pháp này, mấu chốt khống chế là huyết mạch, chỉ cần thi triển ra huyết mạch, nhất định có thể triệt để khống chế, thuận lợi kích hoạt. Ông, huyết dịch xuất hiện, trận pháp phía dưới quả nhiên đung đưa, từng đạo lực lượng lóe lên, nhanh chóng hội tụ về trung tâm. Vừa định khống chế có lực lượng này trong tay, lần nữa hình thành phòng ngự to lớn, bố trí tốt linh hoàng cung phòng vệ, phía dưới lay động kịch liệt, ngay sau đó một âm thanh lớn vang lên, giống như muốn nổ nát vụn màng nhĩ. Âm âm, lực lượng hùng hồn từ nơi trung tâm nhất khuấy động, kiến trúc vài vạn năm của linh hoàng cung, trong tích tắc bị công kích to lớn, toàn bộ sụp đổ, biến thành cho tàn. Trận pháp phía dưới, vậy mà không nghe hắn khống chế. Tự bảo, chương 3458, uy hiếp hổ lộ một Hoàng cung của ta, nhìn thấy hoàng cung trong chớp mắt biến thành phế tích, thần linh hoàng cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Nơi đây là hắn tiêu hao vô số tâm huyết, tiêu hao bao nhiêu năm mới có thể bố trí được chỗ này, cứ như thế liền nổ a à. Ai có thể nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra? Linh Hoàng, hai vị cổ thánh trước đó cùng mặc linh cổ thánh chiến đấu bay tới, một trong hai vị, vẻ mặt trắng bệch. Vừa rồi bệ hạ nói tên kia, chính là gia hỏa gọi Trương Huyền, ở đây lần nữa bố trí hơn ngàn trận kỳ. Sau đó, đại trận trong hoàng cung bị hắn khống chế. Hiện tại tự bảo, có thể phải hay không cũng là do hắn làm. Lần nữa bố trí trận pháp. Thần Linh Hoàng nhìn vụt qua. Toàn bộ linh hoàng cung tầng tầng lớp lớp, dính dáng mấy vạn loại phù văn, mấy trăm lớn nhỏ các trận pháp khác nhau, nguyên nhân chính là có thứ này dựa dẫm mới có thể ngăn cao thủ xông vào, bây giờ ra hỏa kia trực tiếp phá hủy hoàng cung, tương đương đem hắn trần trụi xuất hiện ở trước mặt mọi người, không bất kỳ bảo vệ nào. Lại thêm thân thể trọng thương, thần dung hoàng thật sự trở về, còn không mặc kệ để hắn xâm lược. Ngay lập tức đem những tên giám bảo sư đang khảo nghiệm kia, toàn bộ đưa tới. Ánh mắt run lên, thần linh hoàng cắn răng. Bệ hạ, những bảo vật kia, giá trị chính xác bọn hắn còn chưa có dám định ra, vẻ mặt trắng bệch cổ thánh trong mắt tràn đầy lo lắng bàn tay vẫy mạnh một cái thần linh hoàng nói không kịp giám định chờ bọn hắn giám định xong ta có khả năng đã bị g yêu ta hết có thể quy củ bệ hạ hẳn phải biết một khi tính toán sai lầm ta sợ không những không khôi phục được thương thế của ngươi sẽ còn bị nặng hơn đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương bớt nói nhảm đi tìm toàn bộ đưa tới hiện tại đã không có thời gian sống hay chết là ở phen này. Thần linh hoàng gầm thét. Long huyết bị cướp đi, hiện tại chỉ có thể sử dụng thủ đoạn mạo hiểm, nếu không. Thật vất vả mới giành được thắng lợi, có thể hay không đứng vững, thật đúng là không rõ cho lắm. Trên không năm vị cổ thánh, thoạt nhìn là đồng ý điều kiện của hắn, tới liên minh, nhưng nhân lúc hắn suy yếu không có sức phản kháng. Vô cùng có khả năng trước đem hắn ăn đi, chính là bọn họ. Được, thấy bệ hạ khư khư cố chấp, Cổ Thánh Trần chờ một chút, vẻ mặt trắng bệch, cuối cùng gật gật đầu, thân thể vụt qua, bay xuống. Ta sẽ không thua. Trên mặt vặn vẹo dữ tợn, thần linh hoàng siết chặt nắm đấm. Ông, nơi cách Vương thành không biết bao xa, không gian một hồi lay động, một vết nứt xuất hiện, ngay sau đó Trương Huyền từ bên trong lăn ra, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Hội trưởng, một tên vu hồn lơ lửng ở bên người, nhìn chung quanh một chút, phát hiện vậy mà đã trốn thoát mặt mũi khó tin, lần nữa nhìn về phía thanh niên trên mặt đất, tràn đầy kính nể. Chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, nhưng từ trong tay nhiều cổ thánh như vậy chạy trốn, hơn nữa còn huyên náo long trời lở đất. Cũng chỉ hắn mới có thể làm đến. Cơ thể ngươi nằm ở đâu? Trương Huyền nhìn qua. Vu hồn sư sợ nhất chính là thân thể gặp phải đánh lén, vì lẽ đó, ta chuyên môn mở ra một cái tiểu không gian, có thể để hồn phách vì thời phi hành. Mạc Linh cổ thánh cười cười. Trương Huyền lúc này mới phát hiện, ngón tay của hắn lại có thêm một cái nhẫn từ hồn lực ngưng tụ mà thành. Hô! Tinh thần câu thông, thân thể xuất hiện ở trước mặt, phù hồn của Mạc Linh cổ thánh, nhẹ nhàng vụt qua, chui vào. Không sai! Trương Huyền mắt sáng rực lên. Có loại phương pháp này, thân thể quả thực cũng không cần lo lắng. Đặc biệt là hắn, hơi nhìn không ổn, phù hồn liền chạy ra khỏi cơ thể đi cùng người khác chiến đấu, có thứ này, sẽ lập tức an toàn không ít. Nơi này là hỏa vũ chiến trường, cách phương thành hơn ngàn vạn cây số, nên bọn họ chắc sẽ không đuổi tới. Hội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trường 3459, uy hiếp hồ lô 2. Hắn cùng Linh Hoàng đã tương đương triệt để trở mặt, đã không cách nào trở về, chỉ có thể đi theo sau lưng vị hội trưởng này nghe theo dặn dò. Đừng có gấp, điều chỉnh một chút, khôi phục lực lượng, lại tính toán sau. Trương Huyền xua tay vừa rồi sắp đặt trận pháp lại dẫn động toàn bộ đại trận ở linh hoàng cung tiêu hao rất nhiều chân khí, mấu chốt nhất là nguy hiểm đã giải trừ, nhất định phải tìm cái thứ hàng hồ lô này nói chuyện tâm tình. nếu không cứ tiếp tục xuất hiện kinh suất như vậy, ai cũng chịu không được ah. cũng đúng. nghe đối phương nói vậy, mạc linh cổ thánh cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ở xung quanh bố trí cấm chế, lúc này mới ngồi xuống, khôi phục hồn lực đã tiêu hao. thấy hắn tu luyện. Trương Huyền đem thiên đạo chi sách lần nữa thu vào thư viện, rất nhiều thi thể của cổ thánh, cũng thu vào nhẫn, bắt đầu tu luyện. Xuân thu đại điển trong thư viện, nắm giữ gấp 10 lần tốc độ tu luyện, vài phút sau đó, tinh khí thần liền hoàn toàn khôi phục. Lông mày nhíu một cái, ý niệm đi tới đan điền. Lúc này hồ lô, vẫn như cũ nằm nghiêng ở trong đó, bộ dáng thoải mái dễ chịu, căn bản không có tính toán muốn đi ra. Gặp cái tên này bộ dáng như thế, Trương Huyền giận không chỗ phát tiết, còn không đem Long huyết phun ra. Tuy là cái tên này đem Long huyết từ trong tay Linh Hoàng cướp đi, nhưng đối với mình vô dụng a hát. Nếu có thể cho Long cốt thần thương thôn phệ, thì đâu cần chạy trốn, hoàn toàn có thể ở Linh Hoàng cung, gởi yêu ta ít vào gởi yêu ta ít ra, đều vô cùng có khả năng đem Linh Hoàng một thương đâm chết. Không nên kích động, trong đan điền của ngươi chân khí tinh thuần nên tương đối thoải mái, chờ ta tiêu hóa xong Long huyết liền ra ngoài. Hồ Lô vặn vẹo một cái. Hiện tại liền cút ra ngoài cho ta, lúc trước thời điểm ta cho ngươi thiên ngoại thạch, đã nói qua không cho ngươi đi vào đan điền, bây giờ muốn nuốt lời. Trương Huyền tức giận sắp bùng nổ. Đây là đan điền của ta, ngươi nương nhờ trong đó còn nằm thoải mái như vậy. Mặt đâu? Ta con mẹ nó như vậy còn có nguyên tắc làm người, làm sao lại thu được một cái thứ bảo bối không biết xấu hổ thế kia. Ra ngoài thì ra ngoài tiểu hồ hồ ta đây, còn rất giữ lời nói. Thấy hắn nổi giận, hồ lô nói thầm một tiếng, từ trong đan điền bay ra. Long huyết đâu? Trương huyền thở phào nhẹ nhõm, hàm răng cắn chặt. Nhanh lên mau chóng phun ra. Hồ lô nói khoác không biết ngượng. Ta đã luyện hóa. Luyện hóa, người mới vừa rồi còn nói chờ người luyện hóa xong long huyết lại đi ra. Cái này, tuy là còn chưa có luyện hóa toàn bộ, nhưng đã luyện hóa một phần, mặt khác, là ta lấy được, đương nhiên là ta. Hồ lô hùng hồn, mặc kệ ngươi đã luyện hóa bao nhiêu, long huyết còn lại phun ra hết đi, cho lòng cốt thần thương, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Trương Huyền khẽ nói, đây là ta cướp được, chính là của ta, người uy hiếp ta như vậy, còn có lương tâm hay không, người ta chỉ là thực vật. Vặn vẹo một cái, hồ lô đột nhiên nghiêm mặt nói. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, long huyết với ta mà nói quả thực tác dụng không lớn, chẳng qua là cảm thấy dường như không thích lắm, muốn đi ăn mà thôi. Ta hiện tại liền phun ra, người thấy đó, còn có thể đem đao lấy ra như vậy sao? Hừ một tiếng, Trương Huyền đem yêu dị huyền đao thu hồi. Cho thể diện mà không cần, lại nói nhảm, tin hay không, một đao đưa người chém thành cái gáo. Hồ lô vặn vẹo một cái, một giọt máu xuất hiện ở trước mặt. Quả nhiên giống như cái tên này nói, Long huyết đã bị thôn về một bộ phận rất lớn, cũng chưa bằng được một phần năm trước đó. Một cái hồ lô không hào hảo nằm trong giới chỉ, ngay cả Long huyết cũng nuốt. Quả thực không nhân tính a -Hát. Tuy chỉ có một phần năm nhưng bởi vì lúc trước do linh hoàng thực hiện tế tự nên được tấn cấp, vẫn giống như cố tản mát ra uy áp mạnh mẽ, bàn tay Trương Huyền run lên, long cốt thần thương bay ra. Nhanh lên một chút đem thứ này thôn vệ a, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội này phá giải phong ấn. Tuy ít thì ít một chút, nhưng chung quy có còn hơn không? Chương 3460, Long cốt thần thương đột phá một. Vâng, nhìn thấy chủ nhân cho nó phần long huyết còn lại, long cốt thần thương tràn đầy kích động, lần nữa hóa thành cốt long, há miệng nuốt xuống. Huyết dịch đi vào trong cơ thể, thân rồng to lớn, lập tức đung đưa, tựa như có vô số lôi đình ở mặt ngoài chảy xuôi, khí tức nhanh chóng tăng thêm, giống như bất kỳ lúc nào cũng sẽ phá vỡ đạo phong ấn kia trong cơ thể khôi phục lực lượng của thánh trí bảo biết đem long huyết luyện hóa đột phá phong ấn còn cần một khoảng thời gian trương huyền không tiếp tục để ý mà lần nữa nhìn về phía hồ lô trước mặt tràn đầy nghi ngờ vốn cho rằng cái động hư hồ lô này cấp bậc không cao không nghĩ tới không những có thể sinh ra linh trí nói ra ngôn ngữ nhân loại còn có thể đem linh huyết từ trong tay linh hoàng cướp đi bất luận điểm nào cũng nói rõ thứ này tuyệt không phải vật phàm chẳng lẽ là một cái đại thánh trí bảo hoặc là cổ thánh trí bảo? Cũng nhịn không được nữa, dò hỏi. Ngươi, đến cùng là cái thứ gì? Cái tên này đã sinh ra linh trí, có lẽ biết thân phận của mình. Hồ lô A hát, hồ lô vặn vẹo, trương huyền sạm mặt lại, như thế nào cùng cái tên này nói chuyện, liền nhịn không được muốn đánh người. Cố nén xúc động rút đao. Ta chính là hỏi, ngươi là bảo vật cấp bậc gì? Dừng lại một chút, Hồ Lô nói. Ta cũng không biết. Không biết. Ta hiện tại chỉ là có ý thức, còn rất yếu, rất nhỏ, là đứa bé. Cần ăn rất nhiều thứ mới có thể khôi phục. Ừm, đúng, ngươi chỉ cần cho ta ăn đầy đủ. Một khi khôi phục, liền biết là cấp bậc gì. Hồ Lô không ngừng lay động, dường như còn có nước bọt chảy ra. Trương Huyền. Đao của ta đâu? Tin hay không một đao đem thứ hàng này đánh chết? Cái tên này tổng cộng nếm qua qua hai đồ vật, thiên ngoại thạch, không biết cấp bậc gì, liền không nói, long huyết. Thế nhưng là thứ có thể để cho long cốt thần thương xung kích đến cổ thánh tứ trọng trí bảo, thần linh hoàng phải liều đi tính mạng mới có dược. Người thôn phệ, chỉ là khôi phục. Nói lớn như thế mà không biết ngượng, không được ném đi đã coi như tốt. Tức giận hơn nữa, cũng có chút tò mò. Loại vật này mới đáng giá để cho nó ăn một lần. Cái tên này đến cùng là quái vật cấp bậc gì? Khó trách khâu ngô cổ thánh tự ra tay, sắp đặt ra không gian gấp, cũng mượn nhờ linh khí thiên địa, tẩm bổ vài vạn năm. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Làm không cẩn thận, thứ này lại là bảo vật không kém gì Cửu Thiên Liên Thai. Đưa tay chạm vào, muốn điều tra thử một cái, đối phương đến cuối cùng là cái gì, lại không hình thành được thư tịch. Nhìn thấy đối phương ý thức thanh tỉnh, liền biết thư viện không cách nào hình thành thư tịch. Trừ phi, thi triển ra võ kỹ, hoặc là xóa bỏ ý thức của cái tên này cuối cùng trương huyền lắc đầu mặc kệ là cấp bậc gì bảo vật này của hắn là được mặc dù có chút không quá tin cậy tốt người nghỉ ngơi đi biết hỏi không ra cái gì chẳng muốn tiếp tục nói nhiều trương huyền đem hắn thu vào chữ vật giới chỉ đem thi thể cổ thánh dị linh tộc trước đó toàn bộ phóng ra bị hai đại cổ thánh công kích trước đó xem thi thể như lá chắn đã tràn đầy vết rách không thế nào có thể sử dụng nhưng còn thừa lại vài cái hoàn hảo không chút tổn hại vừa vận nhân cơ hội luyện hóa vu hồn khẽ động chui vào trong đó một cái thi thể chưa tử bách ra cảnh giới đỉnh phong không đến nửa canh giờ triệt để luyện hóa ngay sau đó cái kế tiếp sau hai canh giờ toàn bộ luyện chế thành vô hồn kim nhân khét thảy bốn cái thi thể mạnh nhất cổ thánh nhị trọng đỉnh phong yếu nhất cũng là nhất trọng đỉnh phong có bọn chúng gặp lại cuộc diện trước đó cũng sẽ không hốt hoảng như vậy thấy thi thể mới vừa được luyện hóa xong liền thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn thấy bầu trời trời u ám, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, tựa như sắp có mưa to hạ xuống. Chương 3461, Long cốt thần thương đột phá 2. Cổ Thánh kiếp, Long cốt thần thương, đây là muốn đột phá sao? Mạc Linh cổ thánh cũng đình chỉ tu luyện, đứng dậy. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy cốt long lúc này đã mọc đầy huyết nhục, lân phiến đen kịt, phản xạ ánh sáng, làm cho người ta có một loại cảm giác nghẹt thở mở ra phong ấn, cũng có thể xuất hiện thiên kiếp. Trương Huyền nghi ngờ. Long cốt thần thương, bản thân đã là cổ thánh trí bảo, chỉ là lực lượng bị nhiễm cầu cổ thánh phong ấn mà thôi, hiện tại chỉ mở ra, vì sao lại dẫn tới thiên kiếp. Bình thường mở ra phong ấn, trừ đi cấm chế trận pháp ở trên, trở lại thành cổ thánh trí bảo. Mà nó hiện tại lại là lột xác xuất hiện thân thể. Nói cách khác, nó bây giờ cũng không phải là giải phong ấn, mà là đột phá. Mạc Linh Cổ Thánh nói. Đột phá. Trương Huyền ngẩn ngơ. Cũng đúng. Lúc Long Cốt Thần thường bị phong ấn so với yêu dị huyền đao đều cường đại hơn, hiện tại lại có Long huyết lợi hại như thế, sản sinh ra huyết nhục, đột phá đến Cổ Thánh cảnh giới, cũng người phần bình thường. Còn Cổ Thánh lực lượng, bản thân nó chính là Cổ Thánh trí bảo, mặc dù bị phong ấn lực lượng, trong cơ thể khẳng định cũng ẩn chứa loại sức mạnh này, bởi vậy, ngược lại bản thân cũng không cần mượn ngoại lực khác. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thiên kiếp triệt để hạ xuống, thiên hỏa, lôi đình trộn lẫn cùng một chỗ, nhao nhao rơi xuống, cốt long. Hiện tại có thể gọi là hắc long, gào lên một tiếng, xông tới, thân thể khổng lồ, vùng vẫy trong đó, hỏa diễm lôi đình không ngừng đối với nó rèn luyện, lân phiến càng ngày càng trói mắt. Không hổ là nhiễm cầu cổ thánh chế tạo thần binh tuyệt thế, mặc dù vừa mới mở ra cảnh giới cổ thánh, lại mượn chính nội tình bản thân, thừa thế xông lên, xung kích đến cảnh giới tích huyết trùng sinh, so với ta đều cường đại hơn. Giờ phút này cũng nhận ra được lai lịch long cốt thần thương, mặc linh cổ thánh nhịn không được cảm xúc bản thân. Nhiễm cầu cổ thánh, môn hạ khổng sư là người chiến lược mạnh nhất, long cốt thần thương, càng được xưng là trí bảo mở ra con đường mới ở thời kỳ thượng cổ, quả nhiên là không tầm thường. Mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng mượn nội tình bản thân, trực tiếp đạt đến cảnh giới tích huyết trùng sinh nếu như lại có thể giải mở ra phong ấn của bản thân, có lẽ thật có thể đột phá, người người khát vọng loại cảnh giới đó, làm được sẽ phá toái hư không? Chẳng lẽ, nhiễm cầu cổ thánh đem hắn lưu lại, cố ý phong ấn tu vi, chính là vì cái này? Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền đột nhiên trong lòng động một cái. Hắn hiện tại nếu là đột phá cổ thánh, giúp lòng cốt thần thương mở ra tu vi, cái tên này liền có thể mượn cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn. Có lẽ, đây mới là ước nguyện ban đầu của nhiễm cầu cổ thánh. Khó trách thường nói áp chế không nên gấp gáp đột phá, mới có thể tấn cấp cao hơn, quả thật là như vậy. Đột phá cổ thánh, xung kích một lần, sẽ có một lần chỗ tốt, xung kích số lần càng nhiều, cuối cùng thành tựu cũng sẽ càng cao. Khổng sư, liền đánh sâu vào đây mấy lần, mới sáng tạo ra thực lực vô thượng. Long cốt thần thương, trước kia đã xung kích qua một lần, giờ phút này tu vi bị phong ấn, lạ một lần nữa mở ra, Hai cỗ lực lượng một khi dung hợp, tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Tuy là vẫn chưa thể phá giải hoàn toàn phong ấn, để trùng kích cổ thánh đệ tứ trọng, nhưng bây giờ cũng đầy đủ. Nhìn lên trời kiếp ở bên dưới long cốt thần thương chống lại, càng ngày càng nhỏ yếu, tựa như lúc nào cũng muốn biến mất, con mắt Trương Huyền sáng lên. Long cốt thần thương, bây giờ có thể so với lực lượng tích huyết trùng sinh đỉnh phong, thời khắc này so với ngoan nhân đều không hề yếu, bản thân một khi sử dụng ở cảnh giới tích huyết trùng sinh, sẽ không còn sợ hãi. Gặp lại thần linh hoàng, cũng không cần sợ hãi, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh. Phần Phật, lôi vân tiêu tán, hắc lòng độ kiếp xong xuôi, trên không trung ưỡn ẻo thân thể, trong thời gian nháy mắt liền biến thành một chuôi trường thương bay tới, rơi vào trước mặt trương huyền, nhẹ nhàng run lên, thái độ cung kính. Trường 3462, tìm hỏa tư cổ thánh một Gật đầu, bàn tay Trương Huyền đưa tới, nhẹ nhàng suốt một chảo. Lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng gần như vô tận từ bên trong cán thương lan tràn mà ra, dường như chỉ cần nhẹ nhàng run lên, liền có thể đâm xuyên không gian, đi vào thế giới sâu xa hơn. Lúc trước cổ thánh mạnh mẽ không thể địch nổi, giờ phút này, trong mắt hắn, một thương liền có thể đâm chết, không đỡ nổi một đòn. Người biết chỗ ở của hỏa tư cổ thánh, ở hướng nào? Trường thương trong tay, chiến ý của trương huyền tăng vọt. Quay đầu nhìn về Mạc Linh cổ thánh ở một bên hỏi. Nó là một thánh thú lão tổ, năm đó quyết đấu cùng thần Dung Hoàng, bị đuổi ra khỏi vị trí cư trú của dị linh tộc, hình như ở gần hỏa vũ chiến trường. Chẳng biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, Mạc Linh cổ thánh trần chờ một chút, nói. Hắn sinh sống ở dị linh tộc, mặc dù không phải tộc nhân của dị linh tộc, nhưng cũng biết một chút ít. Ngay ở xung quanh đây, quá tốt rồi, mang ta đi tới xào huyệt của nó. Trương Huyền cười ha ha một tiếng. Mục đích để Long Cốt Thần Thương tấn cấp, chính là vì thuần phục cái tên này, vừa vặn ở lân cận, vậy thì thuận đường xử lý sự tình này. Cái này, Mạc Linh cổ thánh một mặt dầu dĩ. Nghe nói, cái tên này tính tình không tốt lắm, tìm nó làm gì. Suy nghĩ của hội trưởng chính mình vẫn rất khó có thể lý giải, đột nhiên muốn tìm hỏa tư cổ thánh là vì chuyện gì. Ta còn thiếu một đầu thánh thú làm thú sủng, vừa vặn đi qua đem cái tên này thuần phục. Trương Huyền cười cười, thuần phục. Mặc Linh cổ thánh tràn đầy im lặng. Đối phương là Thánh thú lão tổ, năm đó thần dung hoàng đều không thể khuất phục hắn, người muốn thuần phục là đang đùa giỡn à? Hội trưởng, tuy trận pháp của ngài là rất lợi hại, nhưng thuần thú không phải như tưởng tượng đơn giản như vậy, cần thời gian dài lôi kéo tình cảm, duy trì thân mật mới có thể chân chính thuyết phục hắn. Cũng nhịn không được nữa, nói lời khuyên can. Người hội trưởng này rất là lợi hại thủ đoạn cũng rất nhiều, có lẽ thiếu một chút nhưng vẫn được, cần gì là ra cái đó. Đường Đường thánh thú lão tổ, nếu là dễ dàng thuần phục như vậy, cũng không đến mức để thần dung hoàng coi đây là chuyện lớn. Ta biết, không đi qua nếm thử một chút, làm sao biết nhất định không thành công. Chẳng muốn giải thích, Trương Huyền mỉm cười. Tốt a. À. Thấy hội trưởng quyết tâm muốn đi, Mạc Linh cổ thánh không nói thêm nữa, lấy ra bản đồ cùng la bản xác định phương hướng, lúc này mới chỉ một hướng chỗ ở hòa tư cổ thánh cùng rất nhiều thánh thú, ngay ở nơi đó, cách địa phương này không đến 10 vạn cây số. Không đến 10 vạn cây số, được. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trường thương trong tay trương huyền run lên. Dẹt dẹt, không gian bỗng xuất hiện một cái lối đi, thân thể nhảy lên, chui vào. Đi thôi, mặc linh cổ thánh theo sát vào trong. Từ thông đạo chui ra ngoài, đã đi tới bên ngoài 10 vạn cây số, ngay sau đó hai người nhìn thấy một chỗ núi lớn hoang vu quả nhiên có vô số thánh thú ở trong đó bay lượn thánh thú dị linh tộc cùng thánh thú của danh sư đại lục không sai biệt lắm chỉ bất quá nhận lấy ảnh hưởng huyết nguyệt trong mắt đỏ hoe thoạt nhìn càng thêm hung tàn thô bạo lực lượng cũng càng thêm quỷ dị thánh thú trong núi phi hành cực kỳ đa dạng số lượng cũng kinh người người đi tới đưa bái thiếp nói có người đến đây viếng thăm hỏa tư cổ thánh hai người ngừng lại cũng không xông vào, Trương Huyền quay đầu nói. Gật gật đầu, Mạc Linh cổ thánh bàn tay run lên, một cái bái thiếp từ ngón tay bay ra, thẳng tắp hướng núi hoang trước mắt bay lượn mà đi, còn ở trên không, liền tản mát ra âm thanh tựa như sấm, vang vọng sân cốc. phu hồn sư Mạc Linh cổ thánh đi theo hội trưởng Trương Huyền, đến đây viếng thăm hỏa tư cổ thánh, mong được gặp một lần. Âm âm, không nghĩ tới đột nhiên có người đến viếng thăm, phía trước ở trên trời rất nhiều thánh thú phi hành đồng thời quay đầu bay tới, lơ lửng giữa không chung, nhìn về phía hai người Trương Huyền, biểu cảm trên mặt không tốt. chương 3463, tìm hỏa tư cổ thánh 2. Thánh thú đi lại rất nhiều, thoạt nhìn trên mặt từng cái biểu tình thèm khát. Nơi này giống như thiên huyền vương quốc ở danh sư đại lục, thánh thú cấp cao đi đến, ở lâu dài, chỉ sợ cũng phải bị hạ thấp tu vi, không thể quay lại lực lượng như trước. Những người có thiên phú tu vi mạnh mẽ, lưu lạc đến đảo hoang hoàn toàn tách biệt với thế gian, cũng sợ sẽ trở thành giống như dã nhân. Lão tổ ở ngay trong động, các người đi vào, ta ở bên ngoài chờ đợi. Rất mau trước mặt xuất hiện một cái động to lớn, bất hủ cảnh đại viên mãn thánh thú ngừng lại. Được, Trương Huyền cũng không nhiều lời, cùng mặc linh cổ thánh hướng trong động bay đi. Còn chưa tới đến nơi, liền cảm thấy một cỗ gió nóng đập vào mặt, tựa hồ như muốn nấu chín người bọn họ bị thần dung hoàng đuổi tới mảnh hoang vu này, chỉ sợ đã sớm tràn đầy oán hận. Hội trưởng Trương Huyền có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng danh khí mặc linh cổ thánh ở toàn bộ dị linh tộc vẫn là rất lớn. Lão Tổ đang bế quan tu luyện, không thể gặp khách, hai vị xin về đi. Một con bất hủ cảnh đại viên mãn thánh thú, bay tới. Không tiếp khách, mong rằng nói cho lão tổ các ngươi, hai người chúng ta lần này tới, là có tin tức tốt. Đối với các người thánh thú nhất tộc, có cực lớn trợ giúp. Trương Huyền cười cười, tin tức tốt, bất hủ cảnh đại viên mãn thánh thú cười lạnh, các ngươi loại trừ có tâm cơ đùa nghịch, còn có thể có cái gì tin tức tốt. Còn xin lập tức rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Dầm, trên không bay lượn rất nhiều thánh thú, đồng thời đem chu vi xung quanh bao phủ, đằng đằng sát khí. Người quá lo lắng, thấy đối phương tràn đầy cảnh giác, Trương Huyền vẻ mặt không thay đổi, những ngày gần đây, các ngươi có thể nghe được thần dung hoàng bị nhân loại chém gỡ yêu ta thần linh hoàng và thần tinh hoàng bị thương nặng, toàn bộ linh tộc đã biến thiên. Hơi có nghe nói. Bất hủ cảnh đại viên mãn thánh thú không biết hắn tại sao lại đột nhiên nói như vậy, dừng lại một chút, nói. Tuy bọn chúng bị chạy tới vị trí xa xôi này, nhưng dị linh nhất tộc xuất hiện biến cố lớn như vậy, vẫn là nghe được một ít tin tức. Thần Dung Hoàng bị gờ yêu ta lúc trước ước định, tự nhiên có thể không cần tuân thủ, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để thánh thú nhất tộc quay về chẳng lẽ chư vị muốn cả một đời đều canh giữ ở nơi hoang vu này không có đồ ăn ngon miệng linh khí còn mỏng manh như vậy cứ như thế mãi toàn bộ thánh thú nhất tộc chỉ sợ đều sẽ bởi vậy thực lực sụt giảm đi trương huyền cười nói cái này bất hủ cảnh đại viên mãn thánh thú nói không ra lời đối phương nói không sai không có đồ ăn ngon miệng thì không sao nhưng linh khí mỏng manh thánh thú tấn cấp liền sẽ trở nên chậm, hơn nữa thành tựu cuối cùng cũng sẽ bị hạn chế. Trong thời gian ngắn, không tính là gì, nhưng thời gian dài, dần dần suy yếu, đối mặt dị linh nhất tộc, không còn năng lực phản kháng. Ta biết ngươi làm quyết định không được, liền đem những lời ta nói, cùng ngươi tin tức biết được, nói cho lão tổ các ngươi biết, gặp hay là không gặp, nó tự nhiên sẽ có quyết định. Thấy nó biểu hiện sắc mặt, Trương Huyền lại không muốn giải thích, mà là khoát tay áo. Được, biết đối phương nếu như là nói thật, đối với thánh thú nhất tộc, quả thực là có ý nghĩa to lớn, bất hủ cảnh đại viên mãn thánh thú này, trần chờ trong phút chốc, cuối cùng gật gật đầu, thân thể khổng lồ xoay một cái, thẳng tắp hướng bên trong sơn mạch bay đi. Thấy nó rời đi, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Muốn thuần phục đối phương, đầu tiên muốn nhìn thấy trước. Nếu như gặp mặt, tự nhiên phải có kỹ xảo. Qua gần nửa canh giờ, đầu thánh thú này mới chậm rãi bay tới, to lớn móng vuốt hướng về phía trước rũi ra, lão tổ cho mời. Đa tạ, không nói thêm lời, trương huyền hai người theo sát ở phía sau bay tới đằng trước. Trước mắt sơn mạch, quả thực quá hoang vu, chỉ sinh trưởng một ít cây cối thưa thớt, khắp mình tràn đầy gai nhọn, cỏ xanh cây cối bình thường thậm chí dược liệu, gần như không có. Nếu như không phải có nham thạch cùng bùn đất, đến hắn cũng phải hoài nghi có phải hay không đang đi đến sa mạc. Khe núi không có nước suối, không khí cũng có vẻ hơi khô hanh, quả thực nơi không thích hợp để sinh sống. chương 3464, làm thú sủng của ta là được một. Bản thể của hỏa tư cổ thánh là một con hỏa diễm thú to lớn, mượn dung nham dưới lòng đất rèn luyện thân thể, lúc này mới đột phá cực hạn, xung kích đến cổ thánh cảnh giới. Bởi vậy, nơi có nó, xuất hiện nhiệt lượng cực nóng là không thể tránh khỏi. Đi về phía trước một lúc, mặc linh cổ thánh trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, hắn là vu hồn sư, hồn thể âm hàn, sợ hãi nhất chính là loại lực lượng trí dương trí cương, nếu không phải đạt đến cấp bậc cổ thánh, khẳng định còn chưa đến quá gần, hồn phách liền sẽ bị chấn rời khỏi thân thể. Lặng lẽ hướng hội trưởng nhìn lén, vừa nhìn lần nữa tràn đầy bội phục. Đối phương chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, đối mặt loại lực lượng cực nóng này, nhưng giống như là không có cảm giác nào vậy. Đừng nói mồ hôi, hồn phách vậy mà củng cố 10 phần, không có chút nào hình dáng bị khuấy động. Nhớ tới lúc trước, đối phương có độ phù hợp linh hồn cùng nhục đạt tới 100, thì không nhịn được nữa, truyền âm, hội trưởng, vu hồn của ngài. Không sợ nóng sao? Lúc trước cũng sợ, Trương Huyền dừng lại một chút, về sau bị thiên hỏa thiêu đốt, loại nhiệt lượng này đã không coi vào đâu. Thiên hỏa thiêu đốt, ngài, đem vu hồn cho thiên hỏa thiêu đốt, thân thể chấn động, mặc linh cổ thánh con mắt sắp sắt ra khỏi hốc mắt. Kim thân cảnh, không phải cần trải qua thiên hỏa kiếp ư ngươi chẳng lẽ không dùng thiên hỏa rèn luyện qua vu hồn trương huyền nghi ngờ hẳn là không có cái gì không đúng a à? làm sao đối phương có bộ dáng này kim thân cảnh đó là bình thường tu luyện giả mới trải qua chúng ta vu hồn sư bình thường đều là thay mận đổi đào sử dụng ngụy kim thân để thay thế nuốt ngụm nước bọt mặc linh cổ thánh giải thích thay mận đổi đào trương huyền không hiểu là như vậy mặc linh cổ thánh giải thích cặn kẽ một lần vu hồn có thuộc tính âm hàn, cưỡng ép xung kích thiên hỏa kiếp mà nói, rất dễ dàng bị đốt thành cho bụi, bởi vậy, đạt tới kiến thần bất hoại đại viên mãn, về sau bình thường sẽ đoạt xá một vị cường giả kim thân cảnh phù hợp, bồi dưỡng thành ngụy kim thân. Người bị đoạt xá hồn phách cũng giữ lại, không bị gờ yêu ta hết chết. Chờ đợi thiên hỏa kiếp đến, sẽ dùng bộ thân thể này xông lên, hỏa diếm tự nhiên sẽ đem lực công kích lớn nhất công kích tại ngụy kim thân đầu tiên, cuối cùng, lấy hồn phách nguyên chủ thay thế chính mình độ kiếp lúc đó tương đương bản thân Vu Hồn Sư hoàn mỹ vượt qua kiếp số loại phương pháp độ kiếp này tuy rất cổ quái nhưng có thể đảm bảo tốt sinh mệnh của Vu Hồn Sư là nhất mạch Vu Hồn Sư đến dị linh tộc về sau sáng tạo ra còn Trương Huyền tu luyện công pháp là lộ xung từ tổ địa mang về cũng không có loại phương pháp này bởi vậy cũng không rõ ràng chúng ta đều là mượn dùng thân thể của cường giả dị linh tộc tới độ kiếp sợ hội trưởng hiểu lầm nói xong Mặc Linh cổ thánh còn giải thích thêm Tuy độ kiếp như thế nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều, nhưng chỉ có cảnh giới kiến thần bất hoại, nhưng đi đoạt xá thân thể cường giả kim thân cảnh, cũng 10 phần nguy hiểm. Như vậy đi, ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp, về sau vu hồn sư dựa theo phương thức này tu luyện, không chỉ không e ngại hỏa diễm, lôi đình hoặc các loại lực lượng mang thuộc tính thuần dương, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Dừng lại chốc lát, Trương Nguyên động ngón tay một chút, đem truyền một bộ công pháp đi qua. Đây cũng là công pháp được hắn sửa đổi cũng chính vu hồn chi thuật lộ sung hiện tại đang tu luyện. Thân đã là hội trưởng của vu hồn sư công hội, cái nghề nghiệp này cũng là vì nhân tộc dựng lên vô số công lao, truyền thụ cho hắn, không tính là cái gì. Công pháp Mạc Linh cổ thánh vốn không để ý lắm, nhưng khi thấy rõ pháp quyết trong đầu, thân thể chấn động mạnh, đạo tâm đều có chút không ổn định. Thân là cổ thánh, nghiên cứu vô hồn cả một đời, nhãn lực tự nhiên không cần nghi ngờ, hội trưởng truyền thụ cho bộ công pháp này, bác đại tinh thâm, nếu thật dựa theo đó để tu luyện, phu hồn thậm chí có thể thoát khỏi ngũ suy một chân chính có được khả năng bất hủ bất diệt. Một ngũ suy, năm giác quan dần suy yếu, nếu bạn nào có đọc các chương trước thì sẽ biết đây là di chứng do tu luyện vu hồn. Chương 3465, làm thú sủng của ta là được hai. Sau khi xem xong, hắn cực kỳ xúc động, muốn phế tu vi của bản thân, tu luyện lại từ đầu. Người tu luyện lại từ đầu không còn kịp rồi, có điều, Nhằm vào thiếu hụt trong công pháp của ngươi, ta đã điều chỉnh lại, đây là ta cho ngươi đề nghị." Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trương Huyền khẽ động lần nữa điểm tới, lại một bộ pháp quyết truyền qua. Xem xong nội dung, Mạc Linh Cổ Thánh lần nữa kích động đến run rẩy. Đối phương giống như biết thân thể của hắn ở nơi nào có thiếu hụt, đưa cho pháp quyết đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại, để hắn không cách nào phản bác. Có thể đoán được, dựa theo cách này tu luyện, thiếu hụt trong cơ thể hắn sẽ rất nhanh trở nên hoàn mỹ vô khuyết, xung kích tích huyết trùng sinh đỉnh phong, trở nên dễ như trở bàn tay. Chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, nhưng có thể liếc mắt nhìn ra thiếu hụt cùng sơ hở ở trên người ta, hơn nữa sáng tạo ra phương pháp trị tận gốc, cái này, cái này. Lần nữa nhìn về phía thanh niên, Mạc Linh Cổ Thánh không biết nên nói cái gì. Lúc trước liền biết vị hội trưởng này rất nghịch thiên, không nghĩ tới như vậy nghịch thiên. Đã vượt ra khỏi trong lòng mong đợi, ngay lúc hắn đang rung động, một thanh âm ầm ầm ở bên tai, mặc Linh cổ thánh, sự tình ngươi nói là thật. Vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một thánh thú huyền phù trên không, trên một mảng lớn dung nham cực nóng, toàn thân màu vàng kim, mang theo vết dạn giống như dung nham, thân dài hơn 10 mét, tản mát ra to lớn uy áp thực lực chân chính so với thần linh hoàng ở thời kỳ toàn thịnh, đều không hề yếu. Khó trách, có thể thống lĩnh tộc nhân, cùng thần dung hoàng khiêu chiến. Mạc Linh gặp qua hỏa tư cổ thánh, biết cái tên này mạnh mẽ, Mạc Linh cổ thánh không dám giả bộ, ôm quyền không người, thái độ cung kính, chuyện này, là hội trưởng chúng ta nói, ta theo hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hội trưởng rốt cuộc muốn làm thế nào, hắn cũng không rõ ràng, nói tới lúc trước còn từng hoài nghi, giờ phút này vừa mới nhìn qua pháp quyết đối phương truyền thụ cho, trong lòng lại có vẻ mong đợi. Có lẽ, vị này, thật có thể đem đại gia hỏa này thuần phục. Nếu đúng như thế, Phu hồn tộc tại dị linh tộc sẽ nắm giữ quyền hành càng lớn, coi như cùng ba đại hoàng giả trở mặt cũng không cần sợ hãi. Dị linh tộc không có quy tắc, chỉ nhìn thực lực. Thực lực mạnh chính là vương. Hội trưởng, một cái tiểu hoa nhi chỉ có bất hủ cảnh. Cái đầu lâu to lớn của hỏa tư cổ thánh quay lại, liếc mắt nhìn trương huyền, cười lạnh. Phu hồn sư như các ngươi không phải đều không phục cả khổng sư, rất cuồng ngạo ư? Làm sao? Lúc nào nhận kẻ như vậy? làm hội trưởng. Hỏa tư cổ thánh, người có thể làm nhục ta, nhưng làm nhục hội trưởng chúng ta, chẳng khác nào cùng vu hồn sư công hội chúng ta đối nghịch. Mạc Linh cổ thánh sầm mặt lại. Ồ, thật là hội trưởng của các ngươi. Thấy hắn sinh khí, hỏa tư cổ thánh sửng sốt một chút, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, nhìn thế nào cũng đều thấy bình thường không có gì lạ, không có cái gì đặc biệt. Có điều, không hổ là vương giả của một chủng tộc, vẫn là chế trụ được nội tâm nghi ngờ, Mở miệng hỏi thăm, sự tình ba đại hoàng giả, ta có nghe nói nhưng bọn hắn từng cái tâm cơ rất sâu, ta từng cùng thần dung hoàng giao thủ qua, biết thủ đoạn của cái tên này không tầm thường, nhất định không có khả năng liền dễ bị gỡ yêu ta như thế. Hơn nữa, dị linh tộc cũng không chỉ có ba vị hoàng giả, coi như chết hết, còn có rất nhiều vương giả, chúng ta thật muốn đi qua, làm không cẩn thận, chắc chắn sẽ gặp phải tàn sát. Đã là mạc linh cổ thánh theo ý của ngươi, vậy ngươi nói cho ta một chút ha làm như thế nào để chúng ta thánh thú tộc quay về? Rất đơn giản. Trương Huyền mỉm cười, người làm ta thú sủng của ta là được. chương 3466, chiến đấu với hỏa tư cổ thánh. Âm, sơn động đung đưa kịch liệt, dung nham như đang sôi trào, cuồn cuộn không ngừng, hỏa tư cổ thánh hai mắt híp lại, thanh âm bên trong mang theo lực lượng nghiền nát không gian, người lặp lại lần nữa. Người muốn làm gì? Mặc linh cổ thánh vội vàng đi về phía trước hội trưởng làm trực tiếp như vậy, hắn cũng bất ngờ, có điều, đã đi theo đối phương, tự nhiên làm cái gì, nói cái gì, cũng sẽ không lui về ở phía sau. Đã sớm nghe nói qua vu hồn sư như các người rất ngạo mạn, năm đó không phục khổng sư, vì vậy dẫn đến danh sư đường xuất thủ đồ sát toàn tộc, cuối cùng chạy trốn tới nơi này. Vốn cho rằng chỉ là cái truyền thuyết, hiện tại xem ra hẳn là sự thật. Tiến về phía trước một bước, sóng nhiệt hướng bốn phía khuếch tán, hỏa tư cổ thánh lần nữa cười lạnh, trên người hơi nóng, đem không gian phá thành từng mảnh vỡ. Làm tổ tông mấy ngàn năm, còn lần đầu tiên, có người dám chạy tới, nói muốn thu nó làm thú sủng, lúc trước thần dung hoàng, cũng không dám nói như vậy, chỉ một cái tiểu tử bất hủ cảnh. Lá gan thật là lớn, không dậy dỗ một hồi, mặt mũi ở đâu. Chúng ta vu hồn sư, làm cái gì, còn chưa tới phiên người tới xen vào. Mặc linh cổ thánh hử lạnh. Vậy sao? Đầu lâu to lớn nhìn lại, một đạo hỏa quang lập tức nhanh chóng hướng xuống, Mạc Linh Cổ Thánh đồng tử co rụt lại, hai tay nâng lên. Bành! Hỏa diễm cùng bàn tay đối đầu, Mạc Linh Cổ Thánh dưới chân xuất hiện một cái hố sâu to lớn, lui về sau mấy chục bước. Không nghĩ tới cái tên này nói ra tay liền ra tay, không có chút nào dấu hiệu, Mạc Linh Cổ Thánh thức sắp nổ tung, thân thể chợt lóe, liền vọt lên, người giữa không trung lực lượng phóng ra, trong sơn động, nhất thời âm phong vù vù, như là muốn kết lên hàn băng vu hồn sư là sợ ngọn lửa, nhưng học được pháp quyết hội trưởng chỉ điểm, loại cảm giác áp bách này đã biến mất, chân chính đối chiến cũng chưa chắc thất bại. Vẫn để ta tới đi. Còn chưa tới đến trước mặt, thanh âm nhàn nhạt vang lên, mặc linh cổ thánh ngừng lại, nhìn về phía quái vật khổng lồ cách đó không xa, một mặt cảnh giác. Phần Phật, chưa Huyền hướng về phía trước, đi tới trước mặt dung nham, nhìn về phía hỏa tư cổ thánh đang huyền phù trên không, như vậy, ngươi và ta đánh cực như thế nào? hỏa tư cổ thánh cũng không trả lời, chỉ là nhìn chầm chầm Trương Huyền. Nó chưa gặp qua mặc linh cổ thánh, nhưng lại nghe nói tin đồn, thực lực mạnh mẽ, vô cùng cao ngạo, giờ phút này trung thành như vậy nghe theo tên này dặn dò, khẳng định có lấy thủ đoạn hơn người. Cá cược rất đơn giản, ta cùng ngươi chiến đấu, ngươi thua, thần phục ta, làm thú sủng của ta. Ngươi thắng, ta đem thần dung hoàng mang tới, để hắn tự mình đồng ý, đối với thánh thú các ngươi đây điều kiện có lợi. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, như thế nào? Chẳng lẽ ta loại thực lực này, người đều không dám nghênh chiến A? Hừ, hỏa tư cổ thánh ngừ lạnh, to lớn móng vuốt lăng không đập tới, liền để ta lĩnh hội một chút, phù hồn sư hội trưởng chân chính thủ đoạn. Âm, um. không gian ở dưới móng vuốt vỡ vụn ra, lực lượng hóa thành thực chất, đem nơi Trương Huyền đứng toàn bộ phong tỏa. Mạc Linh cổ thánh nắm đấm siết chặt, trên mặt mang biểu cảm lo lắng. Uy lực chiêu này của đối phương, liền xem như hắn đều khó mà chống lại. chẳng lẽ vị hòa tư cổ thánh này mấy ngàn năm không thấy, chẳng lẽ tu vi lần nữa tăng lên? làm mượn địa hình. sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh hiểu được, cũng không phải là thực lực của đối phương tăng bao nhiêu, tu vi của bọn họ đạt đến loại cảnh giới này, muốn có một tia đột phá đều rất khó. thoạt nhìn rất mạnh mẽ, chủ yếu là bởi vì đối phương mượn dung nham lực lượng trong sơn động để ưu thế của bản thân là hỏa diễm cự thú phát huy đến cực hạn. Có thể nói đối phương trong loại trạng thái này, hắn đã không phải là đối thủ. Nhiều nhất có thể chạy trốn. Hắn tư cách chiến thắng đều không có cơ hội, nhưng nếu là hội trưởng thì sao? Vội vàng nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy hội trưởng, nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay run lên, trường thương xuất hiện tại lòng bàn tay. Phá không mà đi, dẫm lên dung nham đang lan ra hướng lên phía trên bay tới, trường thương trong tay run lên nhân thương hợp nhất như trong nháy mắt biến thành một đầu cự long đang bay lượn trên cửu thiên hướng về móng vuốt phía trên liền vào tới âm rồng trên không trung phát ra một tiếng gầm to lớn toàn bộ sơn động dưới sự xuất hiện của tiếng gầm xuất hiện từng mảng vết rách vô số đá vụn từ bên trên rất xuống đây là thiên long bát âm Mạc linh cổ thánh dạy ra cái này long âm chỉ có ở trong thư tịch thấy qua nghe nói là chân long có thể phát ra tiếng gầm mang theo uy giáp long tộc trấn áp vô số sinh linh, nếu không thể chịu nổi, liền sẽ bị chấn vỡ tâm trí tại chỗ, trở nên điên điên khùng khùng. Long cốt thần thương không phải vừa mới đột phá ư. Hơn nữa huyết mạch không thuần khiết, làm sao có thể phát ra tiếng gầm này. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Trong lòng của hắn rung động, hỏa tư cổ thánh đối diện cũng dường như không dám tin tưởng, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nó không có huyết mạch của long tộc, bản chất của Thiên Long bắt âm áp bức huyết mạch nên không có xuất hiện trên người nó, nếu loại thanh âm này từ trên người một con rồng phát ra. Vạn thú chi hoàng mang tới trấn nhiếp, tâm thần chắc chắn sẽ xuất hiện vết rách, không ai dám mặt trước ngăn cản. Phần Phật vừa mới lui về phía sau, ngay sau đó liền thấy Hắc Long trước mắt, đuôi rồng to lớn khuấy động, dung nham phía dưới quay cuồng lên, như bị cơn lốc cuốn lên, tạo thành mấy chục đầu hỏa long dung nham. Lắc đầu lúc này mới thấy rõ cũng không phải là lực lượng của hắc long mà là một thanh niên đứng tại chỗ trường thương trong tay xoay tròn dung nham bên dưới bị thân thương nhanh chóng khuấy động từng đầu cự long thoát hiện hướng nó vào tới đây là địa phương của ta dùng đồ vật của ta đối phó ta người nghĩ quá đơn giản không nghĩ tới chiến trường chính của bản thân bị đối phương mượn dùng hơn nữa phát huy ra sức chiến đấu cường đại như thế cái mũi to lớn của hỏa tư cổ thánh phun ra một đám lửa hai chân nâng lên hướng phía dưới một cước. Ông, một đạo gợn sóng màu vàng kim hướng bốn phía khuếch tán, vô số cự long dung nham vừa mới tiếp xúc, lập tức nhao nhao nứt ra, vỡ tan thành từng giọt dung nham rơi xuống phía dưới. Nó ở nơi này đợi mấy ngàn năm, bên trong dung nham địa hỏa, bản thân đều từng thiên trùy bách luyện qua, tuy là trong thời gian ngắn, nghe theo đối phương chỉ huy, nhưng chỉ cần nó nguyện ý, vẫn có thể tùy tiện khống chế. Vậy sao? Thu lại trường thương, Trương huyền mỉm cười cũng không bởi vì đối phương khống chế dung nham mà cảm thấy chán nản ngược lại mang theo nồng đậm tự tin hỏa tư cổ thánh lần nữa nhìn qua trong mắt không còn coi thường như lúc nãy có thể trở thành hội trưởng vu hồn sư công hội quả nhiên không đơn giản bất quá thực lực của ngươi bất quá chỉ có bất hủ cảnh đại viên mãn sở dĩ có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại như thế là bởi vì chui trường thương này a à. vừa giao thủ nó liền nhìn ra cái tên này hội trưởng thực lực chân thật cũng không mạnh, có thể cùng hắn chiến đấu, chủ yếu bởi vì chui thương này. không sai. trương huyền cũng không phủ nhận. ngươi không có vũ khí, không phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, ngươi lại có thể thi triển ra tuyệt chiêu lợi hại như vậy, để cho ta đều có chút chật vật. quả thực rất tinh mắt và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. gặp hắn thừa nhận, hỏa tư cổ thánh thỏa mãn gật gật đầu. ngay sau đó khẽ nói, không sai, nhưng nếu ngươi chỉ có như thế, muốn thắng ta vẫn là suy nghĩ quá đơn giản. Tiếng nói kết thúc, phía dưới dung nham lần nữa sôi trào, từ dưới đất không ngừng dâng lên, tựa như thủy triều. Chương 3467, ngạo khí của Hỏa Tư cổ thánh 1. Không chỉ có như vậy, trần trên của sơn động cũng có vô số hỏa diễm rơi xuống, từng mảnh từng mảnh đem không gian bốn phía đốt thành địa ngục liệt diễm. Mạc Linh cổ thánh liên tiếp lui về phía sau. Tuy đạt được công pháp hội trưởng ban cho, khả năng phòng ngự lực lượng của hỏa diễm của bản thân tăng lên một ít, nhưng cái tình thế hỏa diễm trời biển như thế này, thì vẫn như cũ khó có thể chống đỡ được, may mắn thân thể vẫn còn, nếu mà hồn thể đi ra, chỉ sợ đã bị thương. Hội trưởng, không có sao chứ? Biểu cảm trên mặt biến hóa không ngừng, tràn đầy lo lắng, ngay sau đó nghe được tiếng cười to vang lên, liền thấy được thân ảnh hội trưởng. Yên tĩnh lơ lưỡng trên không, chẳng những không có né tránh, ngược lại hít sâu một hơi nói. Đến hay lắm, phần phật, kèm theo thanh âm, một cỗ hấp lực to lớn, từ trên người hắn lan ra, tựa như cá voi hút nước, ngân hà chảy ngược, lửa cháy ngập trời, hướng trên người hắn cuồng dũng tiến tới. Mà thân thể hắn bỗng nhiên tăng vọt, cao thấp hơn 10 mét, dưới chân dẫm lên dung nham, toàn thân đỏ thấm, như một đầu cự nhân hỏa diễm. Cự nhân, người khổng lồ. Ngươi, hỏa tư cổ thái nhiên cũng không nghĩ tới hắn cường đại như thế, sừng sốt một chút, đang muốn thi triển tuyệt chiêu, liền thấy hỏa diễm đã tràn vào trong cơ thể thanh niên bay ngược mà ra hừng hực hỏa diễm màu đỏ thắm từ trong cơ thể hắn dâng trào ra không khí bị thiêu đốt kịch liệt rất nhanh nhiệt độ càng ngày càng tăng cao lửa dần trở nên đen thui dần dần tạo thành màu mực là trí tôn thiên hỏa cảm nhận được nhiệt độ hắc hỏa hỏa tư cổ thánh ra đầu tê dại thân thể to lớn kìm lòng không được lui về phía sau thân là hỏa diễm cự thú sống chung với lửa Tự nhiên đã trải qua thiên hỏa kiếp, đối với những tu luyện giả khác xác thực kinh khủng, nhưng đối với nó mà nói chỉ bình thường thôi. Tuy nhiên, những cái kia chỉ là bình thường thiên hỏa, nhưng loại này chí tôn thiên hỏa, coi như hỏa diễm cự thú, cũng chống lại không được. Xì 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 xì. Toàn thân lông tóc chạm đến thoáng cái đã bị thiêu đốt, phát ra mùi khét, hỏa tư cổ thánh lần nữa lui về phía sau. Đối mặt chiêu này nó sợ hãi, vốn cho rằng Đối phương là Vu hồn sư, thiên tính âm hàn, sợ hãi lực lượng thuần dương, mượn hỏa diễm, tùy tiện có thể gây khó dễ, nằm mơ cũng không ngờ tới. Bản thân am hiểu nhất hỏa diễm, đi vào trong cơ thể đối phương, thế mà tạo thành đồ vật đáng sợ như vậy. Chí Tôn Thiên Hỏa, không gì không cháy, cho dù là cường giả cảnh giới tích huyết trùng sinh, cũng không dám trực tiếp đối mặt. Ngươi không phải nói, thủ đoạn ta đối phó ngươi, quá đơn giản ư? Vậy thì chớ lui thấy nó lập tức liền muốn kề sát vách đá trong sơn động, Trương Huyền lần nữa cười một tiếng, trường thương trong tay phá không mà đi. Ô ô, hắc long gào thét, hắc hỏa đầy trời, ngay lúc nó đang dẫy ruộng, cuồn cuộn không ngừng áp tới. Mạc Linh cổ thánh lúc này đã chạy trốn tới bên ngoài sơn động. Bình thường hỏa diễm hắn đều không chịu nổi, huống chi trí tôn thiên hỏa. Dùng hỏa diễm, thứ mà hỏa tư cổ thánh am hiểu nhất, ép đối phương sắp phát điên, Hội trưởng đến cùng làm sao làm được? Thật ra thì Trương Huyền vốn cũng không nghĩ tới có thể làm như vậy, nhưng lúc đối phương thi triển ra hỏa diễm, thân thể cùng linh hồn đi qua trí tôn thiên hỏa rèn luyện, đột nhiên run rẩy, tựa hồ đối với những thứ này mười phần khát vọng. Ngay sau đó liền đem hỏa diễm hút vào trong cơ thể, phối hợp với thiên đạo chân khí, vậy mà trực tiếp đem nó diễn biến thành trí tôn thiên hỏa. Nếu như đối phương thi triển ra là hỏa diễm bình thường, vậy thiên đạo chân khí chính là khí oxy ra chỉ về sau, nó lập tức sôi trào, bộc phát ra nhiệt lượng cao hơn. Thình thịch, thình thịch, bành, bị ngọn lửa màu đen gắt gao đè ở trên vách tường, hỏa tư cổ thánh lông tóc toàn thân đều bị đốt trụi, máu tươi cũng dần dần bắt đầu bốc hơi, có nhiều chỗ lộ ra xương cốt kim sắc. chương 3468, ngạo khí của hỏa tư cổ thánh 2. Xem ra, chỉ cần tiếp tục một lát nữa, một đời dùng hỏa diễm vi tôn của thánh thú lão tổ sẽ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi thần phục hay không nhẹ nhàng cười một tiếng trương huyền nhìn lại trừ phi gờ iota ta. hỏa tư cổ thánh cắn răng thân là thánh thú lão tổ siêu cấp cường giả cấp bậc tích huyết trùng sinh luôn có sự kiêu ngạo của mình thật muốn thần phục một cái tiểu nhân vật bất hủ cảnh đại viên mãn về sau còn có mặt mũi thống lĩnh tộc nhân an tâm làm lão tổ nói như vậy ngươi không thực hiện cá cược trương huyền nhìn qua cá cược là ngươi nói ta cũng chưa đồng ý hỏa tư cổ thánh thân thể run rẩy. Đối phương mới vừa rồi là nói cá cược, nhưng nó chưa có đồng ý liền bắt đầu động thủ. Nói cách khác, cái gọi là đánh cược, không tính là gì. Người thật muốn chết. Trường thương công kích liên tục, bên dưới có thiên hỏa thiêu đốt, hỏa tư cổ thánh thương thế càng ngày càng nặng, lại không có chút nào ý tứ thần phục, trương huyền nhíu nhíu mày. Hắn cách đánh thú để thuần thú, không riêng bởi vì thực lực vượt qua thánh thú, càng quan trọng hơn là thiên đạo chân khí, đối chung nó có tác dụng tẩm bổ, có thể cải thiện huyết mạch, để chúng tăng lên cấp bậc. Cũng chính là gọi dùng gậy đánh lại cho thêm mứt táo. Bây giờ muốn thuần phục cổ thánh, dựa vào long cốt thần thương cùng thiên hỏa, quả thực đối phương khó mà chống lại, nhưng mà... Hiệu quả của thiên đạo chân khí đối với hỏa tư cổ thánh hầu như không có. Chỉ bằng vào việc uy hiếp để đối phương đồng ý, chắc chắn hiệu quả liền sẽ yếu đi rất nhiều. Huống chi đối phương là thánh thú lão tổ, Sớm tự do đã quen, thà chết cũng không nguyện ý trở thành phụ thuộc của nhân loại. Động thủ đi, bất quá, bọn đồ tử đồ tôn của ta cũng không đắc tội ngươi, ngươi đường đường hội trưởng Vu Hồn sư công hội, có sức chiến đấu của cường giả cổ thánh cảnh, chắc hẳn cũng sẽ không bỏ xuống danh dự, đối phó bọn chúng. Hỏa tư cổ thánh cắn răng. Tài nghệ không bằng người, chết thì chết thôi, nhưng bên ngoài đồ tử đồ tôn rất nhiều, là tương lai của thánh thú nhất tộc, nếu như cái tên này trắng trợn diệt sát, thật sự không có người có thể chống lại. Bất quá, cổ thánh đối phó cổ thánh, bình thường tu luyện giả đối phó bình thường tu luyện giả, chắc hẳn vị này, không đến mức bỏ đi mặt mũi, đi làm loại chuyện vô sỉ này. Đồ tử đồ tôn, không nghe lời này còn tốt, nghe nói như thế, Trương Huyền đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói ta cũng không phải là cổ thánh, chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, không cần có nhiều danh dự. Người cần phải nghĩ kỹ, thần phục với ta, ta có thể mang thánh thú nhất tộc các ngươi, rời đi nơi này, thoát ly khốn cảnh, không đồng ý. Ngươi chết một lần, coi như ta không động thủ, thánh thú nhất tộc cũng khó tránh khỏi gặp phải dị linh tộc vây công. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, ta có thể bảo vệ bọn chúng nhất thời, không bảo vệ được bọn chúng vĩnh viễn. Nếu quả thật nếu là như vậy, ta cũng không thể làm gì hơn. Hỏa tư cổ thánh cắn răng, nhìn đối phương thái độ kiên quyết, căn bản không có khả năng thần phục, Trương Huyền cao mày. Một lát sau nhớ tới cái gì, con mắt đột nhiên sáng lên, mỉm cười. Ngươi không thần phục ta là bởi vì phía sau ngươi có một chủng tộc, ngươi là lão tổ bọn họ, không có khả năng trở thành thú sủng của người khác. Nhưng nếu như tộc nhân của ngươi đều nguyện ý để ngươi làm sủng vật của ta đâu? Tộc nhân của ta từng cái đều cao ngạo, chính mình cũng sẽ không thần phục với người khác, huống chi để cho bọn họ đồng ý kêu ta thần phục. Nằm mơ, không nghĩ tới đối phương nói như vậy hỏa tư cổ thánh chẳng thèm ngó tới. Đầu óc không có hỏng A, à, tộc nhân của mình coi như ngu nữa, cũng không có khả năng, đồng ý lão tổ trở thành thú sủng A. À. Thật muốn như vậy, tôn nghiêm ở đâu? Cái này chưa chắc, nhẹ nhàng cười một tiếng, trương huyền bàn tay run lên, lòng cốt thần thương xuất hiện tại lòng bàn tay, quay đầu dặn dò, mặc linh cổ thánh, người ở đây bảo vệ hỏa tư, đừng để nó rời đi, ta đi ra ngoài một lát, chẳng mấy chốc sẽ quay lại. Nói xong, thân thể nhảy lên, biến mất tại chỗ. chương 3469, tất cả thánh thú đều thần phục một. Người muốn làm gì? Gặp hắn lao ra ngoài, trong lòng hòa tư cổ thánh toát ra dự cảm bất tường, muốn ngăn cản, nhưng cảm thấy một cô âm lãnh khí tức áp bức mà tới. Đổi lại lúc bình thường, tùy tiện liền có thể hóa giải lực lượng đó, thậm chí cho đối phương đầy đủ đau khổ, mà bây giờ thân thể bị trọng thương, muốn đối kháng, nhưng đều không thi triển ra được một chút lực lượng nào mặc linh cổ thánh, chờ ta khôi phục, ta nhất định sẽ gỡ yêu ta ết ngươi. Đôi mắt răng đầy tơ máu, hỏa tư cổ thánh gào thét. Có thể khôi phục rồi hãy nói sau. Không thèm để ý đến đối phương, mặc linh cổ thánh đem lực lượng nghiền ép tới, đem hắn đóng ở trên vách động. Giống giống, ô ô, đang lúc hai người rằng co, bên ngoài sơn động, từng tiếng thú minh liên tiếp vang lên, dường như vừa rồi tên hội trưởng kia, lao ra liền trắng trợn tàn sát. Không được, nghe được những kêu thảm này, hỏa tư cổ thánh không ngừng run rẩy, người nắm giữ sức chiến đấu của cổ thánh cảnh, đối phó một đám thánh thú kém xa ngươi, tôn nghiêm ở đâu? Thanh âm truyền ra ngoài sơn động, ở toàn bộ phía trên dãy núi vang vọng thật lâu. Bất quá, nhưng vị hội trưởng ngoài kia dường như không nghe thấy vậy, tiếng kêu thảm của bọn đồ tử đồ tôn vẫn như cũ vang lên bên tai không dứt. Mạc Linh, ngươi và ta đều là cổ thánh, dù chưa từng gặp mặt, nhưng lại nghe tên đã lâu bản tính của ngươi, ta vẫn biết một ít, ngươi làm người cương nghị, cương trực, công chính. Hiện tại hội trưởng của ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó đồ tôn của ta, ngươi chẳng lẽ muốn giúp hắn làm bậy. Không trốn thoát được, hô lên cũng không nghe, hỏa tư cổ thánh gấp gáp nhìn về phía vu hồn sư đang ép hắn. Cái này, mặc linh cổ thánh khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới hội trưởng, cương giả loại thực lực này, sẽ trực tiếp lao ra, đối phó những cái thánh thú bình thường kia. Binh đối binh, tướng đối với tướng, ngươi là một người có thân phận như vậy, lại đi đối phó một đám tiểu lâu la. Quả thực có chút mất mặt. Bất quá, đối phương lại là hội trưởng, bất luận làm chuyện gì, mình là cấp dưới, chỉ có thể tuân mệnh. Tuy là trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không thể nói nhiều. Thật xin lỗi, ta chỉ là theo mệnh làm việc. Lắc đầu, Mạc linh cổ thánh lần nữa triển khai lực lượng áp chế đối phương. Ngươi, hỏa tư cổ thánh tức đến run rẩy nếu như hôm nay ta không chết, nhất định sẽ gỡ yêu ta hết, hết phù hồn sư nhất tộc. Nó thật sự tức giận. Người chiến thắng qua nó, lại chạy tới đối phó những tên vãn bối có lực lượng cách cổ thánh cảnh không biết bao xa. Quả thực là không biết xấu hổ đến cực hạn. Không biết tiếng gầm thét phát ra bao lâu, chỉ thấy Trương Huyền lần nữa bay trở về, một mặt ung dung g i tộc nhân, diệt đi căn cơ của ta, ngươi hoặc là g i ta ta, nếu không chờ ta khôi phục, nhất định chu cửu tộc của ngươi. Nghe bên ngoài cũng không còn âm thanh, hỏa tư cổ thánh trong trong lòng lại càng lạnh hơn, cắn răng nhìn qua, hận ý trong mắt, dường như muốn hủy thiên diệt địa. g i tộc nhân của ngươi. Thấy cái tên này tức giận như thế, trương huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu cười khổ, ngươi đã nghĩ quá rồi, ta là người dịu dàng, yêu quý hòa bình làm sao lại làm ra chuyện chém chém giết giết. Mạc Linh cổ thánh, buông hắn ra, để hắn đi ra ngoài xem một chút. Cái này, Mạc Linh cổ thánh dừng lại một chút, thu lại lực lượng. Phần Phật, lắc lư một cái, hỏa tư cổ thánh từ trên vách động rơi xuống, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng xông ra ngoài sơn động, trương huyền hai người theo sát. Bên ngoài sơn động, huyết nguyệt quang mang, thoáng có chút chói mắt, hỏa tư cổ thánh vội vàng nhìn về hướng sơn giã, chỉ thấy rất nhiều đồ tử đồ tôn, cũng không tử vong, ngược lại tập hợp cùng một chỗ, từng cái hùng dũng hiên ngang oai vệ khí phách, bên trong hai mắt đỏ như máu lại mang theo hưng phấn. Chương 3470, tất cả thánh thú đều thần phục hai. Thực lực của các ngươi. Hỏa tư cổ thánh thân thể cứng đờ. Mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với những đồ tử đồ tôn, đối với thực lực của bọn chúng, biết rất rõ ràng, về sau bị bức ép đến nơi này, linh khí mỏng manh có thể duy trì được tu vi là tốt lắm rồi, hầu như tất cả các thánh thú đều mất đi khả năng tấn thăng tu vi. Mà bây giờ, mấy vạn thánh thú thực lực vậy mà đều có tinh tiến, tổng thực lực lại chờ tăng lên một đoạn dài. Đặc biệt là những cái được mình coi trọng nhất, không chỉ đột phá tiến cảnh, càng có lĩnh ngộ mới, tựa như lúc nào cũng sẽ lần nữa xung kích cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, những tên này không còn như lúc trước có bộ dáng xanh sao vàng vọt, từng cái thần thái sung mãn, Hùng tráng mạnh mẽ. Thời gian gắn ngủi không gặp, cho nó một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Gặp qua lão tổ, rất nhiều thánh thú, đồng thời quỷ gối. Các ngươi, bờ môi run rẩy, muốn nói gì, lại nói không ra lời. Bẩm báo lão tổ, chủ nhân nhân nghĩa cao thượng, chúng ta đã nhận hắn làm chủ, còn xin lão tổ cũng nhanh chóng làm ra quyết định. Lúc trước, thánh thú dẫn dắt đám người Trương Huyền vào sơn động. Đều quỳ mọp xuống đất Nhận chủ Hỏa tư cổ thánh không kịp phản ứng Toàn bộ các ngươi đã nhận hắn làm chủ Vâng Trung thánh thú đồng thời gật đầu Lần nữa quỳ gối gặp qua chủ nhân Ừm Trương huyền một mặt thỏa mãn Quay đầu nhìn lại thế nào Hiện tại tộc nhân của ngươi đều đã nhận ta làm chủ Hơn nữa cũng đều cổ vũ ngươi nhận ta làm chủ Cũng không có gì có thể do dự đi Mong rằng lão tổ đừng do dự rất nhiều thánh thú trong mắt mang theo hưng phấn. Các ngươi, lui về phía sau mấy bước, hỏa tư cổ thánh ra đầu muốn nổ tung, nằm mơ cũng không dám tin, cảnh vượng chính mình nhìn thấy chắc chắn là thật. Những tên này đều là hậu bối tinh nhuệ nhất của nó, năm đó cùng đám người thần Dung Hoàng, huyên náo hung tàn, giết đến trời đất mịt mù, đều không có khuất phục. Bây giờ lại đồng loạt thần phục dưới một tên vu hồn sư không chỉ nó có bộ dáng này, mặc linh cổ thánh đứng kế bên cũng một bộ khuôn mặt quái lạ. Hội trưởng lao ra rồi quay về, tổng cộng bao lâu? 10 phút, 20 phút, mấy vạn con thánh thú toàn bộ thần phục. Vung thóc cho đám gà con ăn, cũng không có nhanh như vậy a. À. Tuy đã sớm biết, hội trưởng lắp đặt trận pháp rất nhanh, làm sao cũng không nghĩ đến, thuần thú càng nhanh hơn. Lão tổ, thần phục chủ nhân, chúng ta có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Tuyệt đối không nên do dự. Chủng tộc hưng suy, tại ngài một ý niệm, tuyệt đối không được phụ lòng tốt chủ nhân. Có chủ nhân dẫn dắt chúng ta, nhất định có thể quét sạch sỉ nhục trước kia, thánh thú nhất tộc chắc chắn sẽ càng thêm lớn mạnh. Rất nhiều thánh thú, đồng thời giống lên. Hỏa tư cổ thánh nói không ra lời. Lúc trước còn cảm thấy bọn hậu bối của mình rất có cốt khí, sẽ không chịu khuất phục người khác, làm sao cũng không nghĩ đến nhanh như vậy liền làm phản rồi. Ngày hôm nay nếu là không đồng ý, nhìn bộ dạng của những tên này, khẳng định sẽ ép bản thân đi theo khuôn khổ. Người thủ vững tôn nghiêm của bản thân, đơn giản là muốn làm gương cho những tên hậu bối này, để bọn chúng tương lai tốt hơn. Hiện tại ta đều có thể làm bọn nó nhận ta làm chủ, ta chính là chủ nhân của các ngươi, đương nhiên sẽ không bạc đái. Thấy nó do dự, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cong ngón tay búng một cái, ta cũng không cưỡng bách ngươi, nơi này có một bộ công pháp, không chỉ có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể để cho ngươi không cần mượn hỏa diễm, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu siêu cường. Hỏa tư cổ thánh còn chưa có phản ứng lại, ngay sau đó liền cảm thấy chấn động, trong đầu nhiều thêm một bộ công pháp. Cái này, liếc mắt nhìn thử, thân thể không tự chủ run rẩy, vị thánh thú lão tổ này đã kích động nói không ra lời. Chương 3471 thần dung hoàng tới một. Bộ công pháp mà đối phương truyền đến, không chỉ chỉ ra chỗ nhầm lẫn trong tu luyện của nó, còn nhằm vào đó tiến hành bổ sung, dùng bộ công pháp này đi tu luyện, coi như không cần mượn năng lượng dung nham, cũng có thể ung dung sung kích cổ thánh tứ trọng, thậm chí cao hơn. Bộ công pháp này, quả thực chính là vì hắn mà tạo ra, cố gắng tu luyện, thương thế có thể khôi phục, tu vi cũng có thể tăng mạnh. Trong đầu suy nghĩ một lần, giờ mới hiểu được, người thanh niên trước mắt này quả nhiên mạnh mẽ, không có quá nhiều hành động, thân thể khổng lồ nhẹ nhàng vụt qua, ngay sau đó nằm dạp trên mặt đất, một giò tinh huyết thẳng tắp bay về phía nghi tâm của đối phương, hỏa tư. Gặp qua chủ nhân, những điều do dự lúc trước, khi nhìn thấy bộ công pháp này, liền biết đối phương tuy nhỏ tuổi, tu vi cũng hơi không bằng nó, nhưng nếu nhận đối phương làm chủ, đi theo sau lưng, nhất định càng đi càng xa. Luyện hóa tinh huyết, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cách làm lần này nhìn cũng không uổng công, một cường giả cấp cổ thánh tích huyết trùng sinh cảnh, thêm vào nhiều thú sủng như vậy. Lúc gặp lại thần linh hoàng, cũng có chân chính khả năng lực tự vệ. Trên không, vài bóng người xé rách không gian, nhanh chóng lao ra. Cầm đầu chính là cùng trương huyền tách ra lúc trước thần dung hoàng, cùng với người có thể thi triển lực lượng nguyên từ bạc huân cổ thánh. Bốn người đi theo phía sau, đều là cổ thánh nhị trọng chưa tử bách gia cảnh tuy là thực lực không bằng hai người trước, nhưng tinh khí nội liếm, thuộc về một trong những cường giả mạnh nhất của đại lục. Đúng là những cường giả cổ thánh mà trong khoảng thời gian này bọn họ lôi kéo đến. Dung hoàng bệ hạ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Gặp không gian trước mắt không ngừng vỡ vụn, một thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước, một vị cổ thánh nhịn không được, mở miệng hỏi. Hỏa vũ chiến trường. Dừng lại một chút, thần Dung hoàng nói. Hỏa vũ chiến trường nơi đó vắng vẻ như vậy, hẳn là không có cổ thánh đi. Vị cổ thánh vừa tra hỏi không khỏi sướng sờ. Ta nhớ được, có thánh thú nhất tộc hỏa tư cổ thánh, cư trú trong đó. Lại một vị cổ thánh, nhớ tới cái gì, nhịn không được nói. Hỏa tư, nghe được cái tên này, mấy người còn lại, đồng thời rụt cổ một cái, đồng loạt nhìn về thần dung hoàng ở phía trước. Mâu thuẫn của vị này cùng hỏa tư cổ thánh, toàn bộ đại lục, có thể nói không ai không biết, hiện tại chạy tới tìm đối phương, không phải là đang muốn chết sao. Hỏa tư cổ thánh là cùng ta có mâu thuẫn, nhưng thực lực của nó, không thể nghi ngờ, muốn vạch trần hành vi phạm tội linh hoàng và tinh hoàng, trợ lực của nó, ắt không thể thiếu. Nhìn ra ý nghĩ của mọi người, thần dung hoàng giải thích. Cũng lôi kéo được đối phương, chẳng khác nào đã ngồi cùng thuyền, không có gì phải giấu giếm. Thế nhưng lúc trước, người cùng hắn huyên náo lớn như vậy. Cũng hết cách rồi, chỉ có thể ăn cả ngã về không. Thần Dung Hoàng lắc đầu. Bỏ qua tôn nghiêm, đi tìm hòa tư cổ thánh đã từng bại trên tay hắn. Hắn cũng không muốn a à, có thể là bây giờ không còn cách nào, không còn lựa chọn khác. Trương huyền tiền bối không phải nói. Hắn đi tìm kiếm long huyết, sau đó nghĩ biện pháp thuần phục hỏa tư cổ thánh ư. Chẳng lẽ không chờ hắn? Bạc huân cổ thánh nhìn lại. Thuần phục. Thần dung hoàng cười khổ lắc đầu, người cho rằng hỏa tư có thể cam tâm làm thú sủng. Bạc huân cổ thánh nói không ra lời. Cái khác thánh thú, hắn nói không chừng còn có thể, thế nhưng lại là hỏa tư cổ thánh. Lão tổ của thánh thú nhất tộc, năm đó thần dung hoàng sử dụng ra đủ loại thủ đoạn, hắn đều không nhận đến uy hiếp, thà rằng đi tới nơi linh khí mỏng manh, cũng thà không chịu thần phục. Có thể thấy được nó có đầy đủ kiên quyết. Có như vậy kiên quyết, lại thế nào có khả năng thần phục một cái tiểu nhân vật liền cổ thánh cảnh còn chưa đi tới thiếu gia chưa thấy qua hỏa tư, không biết tính tình của nó, nói như vậy không có gì đáng trách, nhưng mà chúng ta đều biết rất rõ ràng, thuần phục nó, tuyệt đối là chuyện không thể nào. chương 3472, Thần Dung Hoàng tới 2 Thần Dung Hoàng than thở một tiếng, đã như thế, sự tình về hỏa tư thiếu gia không có khả năng hoàn thành, còn khả năng đem nó chọc giận, còn không bằng, ta đi qua một chuyến, tìm đối phương cố gắng nói chuyện. Năm đó, là ta ép nó đi xa, hiện tại, cũng chỉ có ta mới có thể để cho nó quay về. Chỉ mong như thế đi. Bạc huân cổ thánh gật đầu. Không hổ là đệ nhất hoàng giả của dị linh tộc, suy nghĩ thật kín đáo. Hắn là kẻ cầm đầu bức bách hỏa tư cổ thánh, tự thân ra mặt, quả thực muốn vượt qua bất kỳ người nào. Đến, trong lúc nghị luận, mấy đại cổ thánh đi tới lân cận hỏa vũ chiến trường, ở trước mắt xuất hiện một tòa sơn mạch hoang vu. Đây là hỏa vũ chiến trường, nơi này thật có người ở. Nhìn không gian bốn phía, linh khí mỏng manh gần như có thể bỏ qua không tính, một vị cổ thánh trên mặt đầy kinh ngạc. Không có tài nguyên, không có linh khí, ở đây sinh tồn, tối đa chỉ có thể sống, muốn tiến bộ, không thể nào xảy ra. Đem đối phương ép nó chạy tới nơi này, hiện tại lại muốn cho nó xuống núi hỗ trợ. Cảm thấy nhiệm vụ lần này, so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Tìm thánh thú hỏi một chút, hỏa tư cổ thánh ở nơi nào? nhìn ra được mọi người đang lo lắng, thần dung hoàng lắc đầu cười khổ, thân thể vụt qua, rơi vào trước mặt một cái thánh thú. Đầu thánh thú này một mặt cảnh giác. Tại hạ là bằng hữu của hòa tư cổ thánh lão tổ của các ngươi, không biết nó hiện tại ở nơi nào, có thể hay không giúp ta dẫn đường. Thần dung hoàng vội vàng ngăn lại đối phương, truyền âm tới. Lão tổ, ngài ấy đang dẫn dắt tộc nhân thu dọn đồ đạc. Bị chèn ép không cách nào khác, đầu thánh thú này đành phải ngoan ngoãn trả lời. Thu dọn đồ đạc. Nhìn nhau, mọi người từng cái đều cảm thấy kỳ lạ. Thu dọn đồ đạc làm cái gì? Muốn về Vương thành." Đầu thánh thú này vội nói. Cấp bậc của nó rất thấp, chỉ có trên dưới thánh vực cảnh một tầng, hơn nữa nó ở bên ngoài sơn mạch, Trương Huyền chẳng muốn thuần phục nó, vì lẽ đó, nó cũng không phải là sủng vật của hắn. "Về Vương thành." Trong lòng chấn động, vẻ mặt thần dung hoàng thay đổi chẳng lẽ. Linh hoàng đi trước một bước, đem nó lôi kéo rồi. Khó trách hắn nghĩ như vậy, hiện tại Vương Thành do thần linh hoàng khống chế, hỏa tư cổ thánh cùng mình có thù, muốn nói có thể bị ai lôi kéo trước, thần linh hoàng tuyệt đối đứng mũi chịu sao. Nó cùng một chỗ với ai, người có biết? Lại kìm nén không được, vội vàng hỏi. Cùng chủ nhân của lão tổ, còn có một vị tên là Mạc Linh Cổ Thánh. Suy nghĩ một chút, tên thánh thú này nói. Chủ nhân, sừng sốt một chút, thần dung hoàng vừa định hỏi thăm là ai liền nghe bạc huân cổ thánh ở kế bên mở miệng mặc linh cổ thánh là vu hồn sư nhất mạch hiện nay người mạnh nhất đều đã sớm đầu nhập vào thần linh hoàng lần này đánh lén người thành công nghe nói bên đó ra lực rất lớn rời đi nguyên đáng sơn sau đó hắn cũng hỏi thăm được không ít tin tức biết rất nhiều nội tình mặc linh cổ thánh thân là cường giả cấp tích huyết trùng sinh nên có chú ý một chút tin tức mặc linh cổ thánh quy thuận thần linh hoàng đầu thánh thú này cũng đã xưng hô là chủ nhân, chẳng lẽ là linh hoàng. Đem hỏa tư cổ thánh thuần phục. Trong lòng lộc bộp, một cái. Thật là như thế, thì phiền phức lớn. Đi qua lặng lẽ nhìn một chút, tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Lại hỏi đôi câu, biết được vị trí của đối phương, ngón tay điểm một chút, làm đầu thánh thú này bất tỉnh, thần dung hoàng quay đầu bàn giao. Thần linh hoàng có thể ở ngay phía trước, bất kể như thế nào, đều muốn đi qua nhìn một cái. Được, tất cả mọi người đều biết việc này rất nghiêm trọng, đồng thời gật gật đầu, mỗi người che đậy khí tức, khóa chặt sơn mạch, hướng về phía trước thẳng tắp bay đi. Chương 3473, chuẩn bị trở về vương thành một. Đi qua vài đỉnh núi, rất nhanh nhìn thấy được rất nhiều thánh thú bao phủ cả một vùng, cách đó không xa lơ lửng ở trước một hang núi, chỉnh tề một cách kỳ lạ, giống như quân đội. Nơi này không phải linh khí rất mỏng manh ư? Đám thánh thú này vì sao tinh khí thần có hợp nhất được như vậy chiến lược so trước đó còn cường đại hơn không ít thần dung hoàng lần nữa giật mình năm đó thời điểm xua đuổi đám thánh thú này hắn từng dẫn dắt quân đội tới chiến đấu qua đám thánh thú này tuy cũng không yếu nhưng còn xa mới bằng được hiện tại vốn cho rằng trục xuất bọn chúng tới nơi này không suy yếu là tốt lắm rồi không nghĩ tới thế mà lại trở nên cường đại hơn ngay lúc đang rung động liền thấy bên ngoài sơn động không gian vặn vẹo một hồi Hai bóng người bất ngờ xuất hiện. Đi đầu là một cái toàn thân bị hỏa diễm thiêu đốt, trên người để lộ một bộ lông vàng óng, kèm theo một ít hoa văn màu đen, xem chừng đang có xu thế chuyển hóa toàn bộ thành màu đen. Một thân tu vi, kèm theo hỏa diễm, làm cho người ta một loại cảm giác không gian có thể bị đun sôi bất cứ lúc nào. Thực lực của nó. Nắm đấm siết chặt, vẻ mặt của thần dung hoàng trở nên nghiêm túc. Vị trước mặt này chính là hỏa tư cổ thánh đang muốn tìm. Năm đó bị bản thân đả thương, tu vi nó thế nào hắn biết hết sức rõ ràng, vốn cho rằng nó rất khó có khả năng tiến bộ, nằm mơ cũng không có nghĩ đến đạt đến loại cảnh giới này. So với hắn thời kỳ toàn thịnh, đều không kém bao nhiêu. Đi tới một chỗ vắng vẻ, không chỉ thực lực của tộc nhân không bị sụt lùi, thực lực của bản thân còn trở nên mạnh hơn. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước còn cho rằng, dựa vào mấy người bọn họ, có lẽ có thể lôi kéo nó tới, gia nhập trận doanh lúc nhìn thấy thực lực của nó nhất thời cảm thấy lại không còn hy vọng vị kia chính là Mạc linh cổ thánh làm sao tiến bộ nhiều như vậy ba năm trước đây ta gặp qua một lần không có lợi hại như vậy a hát cách đó không xa một vị cổ thánh đè thấp thanh âm vang lên thần dung hoàng lúc này mới chú ý tới vị cổ thánh bên cạnh hỏa tư cổ thánh vừa nhìn xuống lông mày cũng không kìm lòng được nhảy lên hắn cũng đã gặp Mạc linh cổ thánh phù hồn tiến bộ lên khó hơn bình thường nhưng bây giờ tu vi cũng đạt tới cảnh giới làm người ta không thể tưởng tượng. Cho nên ta vẫn quá ngây thơ. Cảm ơn ân tái sinh của chủ nhân, chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân, sông pha biển lửa, đều không chối từ. Hỏa tư cổ thánh ở trên không, cũng không phát hiện đám người thần dung hoàng ẩn náo ở phía sau sơn phong, mà là khẽ kho người ôm quyền hướng về phía sơn động. Nhận chủ sau đó, không có gấp gáp rời đi, mà là mượn dung nham trong lòng đất để chữa thương. Sử dụng phương pháp của chủ nhân, không chỉ có thể để thương thế khôi phục rất nhanh, tu vi dường như tiến thêm một bước, để nó không khỏi kích động, đối vị chủ nhân trẻ tuổi này, ý cảm kích càng đậm. Không cần khách khí. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một bóng người từ trong sơn động chậm rãi bay ra. Nhìn thấy thân ảnh này, thần dung hoàng chấn động mạnh một cái. Người đó là thiếu gia a. Vốn cho rằng là thần linh hoàng, muốn tìm cơ hội ra tay đánh lén, nên tới Đồng Quy Vô Tật nhưng khi thấy rõ dung mạo thần dung hoàng bối rối chính là vị thiếu gia đi vương thành tìm kiếm long huyết ha hát không phải là đi hoàng cung của thần linh hoàng ư làm sao lại ở đây chẳng lẽ người chủ nhân đối phương nói tới là thiếu gia hắn đã đem hỏa tư cổ thánh thuần phục đường đường là đệ nhất hoàng giả của dị linh tộc từ trước tới nay trí tuệ vô song mà bây giờ giống như bị đứng máy đầu óc không thể chuyển động được nữa đã tới liền ra đi. Ngay lúc đang khiếp sợ, tiếng cười vang lên, Trương Huyền nhìn lại. Đám người Hỏa Tư cổ thánh không có phát hiện, nhưng Trương Huyền lại cảm nhận được lực lượng nguyên tử, xoay minh lý chi nhãn một cái, đã phát hiện được đám người Thần Dung Hoàng. Hô, thấy đã bị phát giác, Thần Dung Hoàng cũng không che giấu nữa, thẳng tắp bay tới. Thần Dung Hoàng, chương 3474, chuẩn bị trở về Vương thành hai. Nhìn thấy đối thủ cũ, hỏa tư cổ thánh hít mắt lại lửa giận bị thiêu đốt sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào đừng động thủ trương huyền nhẹ nhàng xua tay vâng có chủ nhân dặn dò hỏa tư cổ thánh không dám làm càn nhưng như cũ trong lòng vẫn tức giận đang cảm thấy kỳ lạ chủ nhân vì sao muốn ngăn cản chỉ thấy vị đệ nhất hoàng giả của dị linh tộc này đi tới trước mặt ôm quyền khom người thiếu gia thiếu gia con mắt trợn tròn hỏa tư cổ thánh vội vàng nhìn về phía mặc linh cổ thánh chỉ thấy đối phương bày ra vẻ mặt không hiểu, dường như cũng rất khó tin. Nếu xương hô là thiếu gia thì người đó cũng tức chính là hạ nhân. Tuy là địa vị cao hơn một chút so người hầu, nhưng cả hai cũng không kém nhiều. Đường Đường thần dung hoàng, đệ nhất nhân của dị linh tộc, cam tâm đứng dưới người khác, cái này làm sao cảm thấy có chút không đúng đâu. Chủ nhân, hắn là hạ nhân của ngài. Lại kìm nén không được hỏi. Trương Huyền gật gật đầu cười giới thiệu, thần Dung Hoàng gọi ta là thiếu gia, cũng xem như là hạ nhân đi. Dung Hoàng, ta vừa mới thu hỏa tư cổ thánh làm thú sủng, về sau nếu có cái gì mâu thuẫn, tốt nhất im đẹp xóa bỏ. Nghe thiếu gia thừa nhận, thần Dung Hoàng mặc dù như cũ rất khó tin, nhưng vẫn kìm lòng không được gật gật đầu, nhìn về phía hỏa tư cổ thánh, vẻ mặt phức tạp nói chúng ta lại gặp mặt. Bọn họ đều là cường giả trói mắt nhất của dị linh tộc, cả hai giao đấu, không ai không biết, không người không hay, trận chiến năm đó lưu danh mấy ngàn năm qua. Hiện nay, người đương sự trong cuộc đối chiến đó, một cái trở thành thành hạ nhân, một cái trở thành thành thú sủng. Đều triệt để hiệu chung một vị người trẻ tuổi tên là Trương Huyền. Suy nghĩ một chút đều làm người ta thổn thức. Ừm, hỏa tư cổ thánh gật đầu. Vốn cho rằng, chủ nhân cùng nó nói, muốn dẫn dắt tộc nhân quay về, chỉ là một câu hứa xuông, nhìn thấy ngay cả thần Dung Hoàng đều là hạ nhân, giờ mới hiểu được. Có lẽ đó là thật. Dung Hoàng, ta đã nói với hỏa tư cổ thánh, để nó giúp ngươi đoạt lại thứ thuộc về chính mình, mà ngươi cũng phải hứa hẹn, thánh thú cùng tộc nhân dị linh tộc, cùng sinh tồn, không đem thánh thú xem là dị loại. Trương Huyền nhìn qua. Xin nghe thiếu gia dặn dò. Thần Dung Hoàng vội vàng gật đầu. Hiện tại, coi như muốn phản bác, cũng không có tư cách. Khó trách có thể được thần linh yêu ái, vị thiếu gia này, quả thực quá cường đại liền là hỏa tư cổ thánh đều để hắn kiêng rè không thôi thời gian nháy mắt liền bị thuần phục khéo léo như thế thật không biết bằng cách nào làm được tốt hiện tại đã nắm giữ đủ lực lượng để chiến đấu cùng linh hoàng và tinh hoàng cũng nên đi về vương thành biết một người một thú muốn triệt để hóa giải mâu thuẫn lẫn nhau còn cần thời gian không biết bao lâu trương huyền cũng không nhắc đến nữa mở miệng nói lực lượng của bọn hắn hiện tại có bốn vị cổ thánh cảnh tam trọng có thần dung hoàng Bạc Huân Cổ Thánh, Mạc Linh Cổ Thánh cùng Hỏa Tư Cổ Thánh, lại thêm Long Cốt Thần Thương và Ngoan Nhân, mạnh nhất cũng đã đạt đến 6 vị. Cổ Thánh Nhị Trọng cũng có 4 cái. Tính cả vô hồn kim nhân đã được luyện hóa, bên này đã có hơn 10 vị cấp cổ thánh, so với thần linh hoàng bên kia chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Coi như có tinh hoàng thêm vào, cũng không có bất kỳ thứ gì phải sợ hãi. Loại tình huống này, cũng chính là thời điểm, trở lại vương thành, tuyên bố thần dung hoàng còn sống, vạch trần chân tướng quang minh chính đại đánh một trận vâng vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc sau đó gật đầu các con đầu tiên các người ở nơi này đợi chờ ta giải quyết xong sự tình ở vương thành liền mang các ngươi trở lại chỗ ở trước kia biết lần này việc quan hệ trọng đại hỏa tư cổ thánh dặn dò một tiếng thánh thú nhiều như vậy khẳng định không thể tùy tiện mang theo dẫn tới đại chiến cùng dị linh nhất tộc thì không nói nhưng làm không cẩn thận a à toàn quân bị diệt đó mới thật sự là không tốt. Mọi người chỉ cần quay trở về Vương Thành, chém gỡ yêu ta ít kẻ cầm đầu là Linh Hoàng, Tinh Hoàng, lần nữa đem chính quyền đoạt lại, sự tình còn lại liền đơn giản. chương 3475, Thần Dung Hoàng còn sống. 1. Vương Thành dị linh tộc Ở trong một cái phòng kín, cấm chế lít nha lít nhít ở bốn phía, ngăn cách với không gian bên ngoài không cho thần thức dò xét. Bành Một tiếng vỗ bàn vang lên, ngay sau đó một người trung niên có mày kiếm dựng thẳng trên mặt hiện rõ sự tức giận đứng lên. Mưu phản, đây quả thực là mưu phản. Ba đại hoàng giả dị linh tộc, cùng nhau nắm quyền, hắn nhưng lại phá hủy quy tắc, thông đồng nhân loại, phục sát dung hoàng bệ hạ, quả thực chính là bại hoại của dị linh tộc. Chúng ta là phần tử tốt của dị linh tộc, nhất định phải liên hợp lại, lật đổ ngụy chính quyền. Một tên tộc nhân trẻ tuổi của dị linh tộc, nhìn quanh một vòng, bên trong âm thanh mang theo lửa giận nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra, cái tên này, chính là học sinh của hắn lẫn vào dị linh tộc. Lưu Dương, lúc này, đang tập hợp một đám có trí chi sĩ, kể lể về hành vi phạm tội của thần Linh Hoàng cùng thần Tinh Hoàng. Hơn một tháng trước, thời điểm thần Linh Hoàng trở về liền thông cáo thiên hạ, nói thần Dung Hoàng bị cường giả nhân tộc mai phục mà chết, hắn cùng thần Tinh Hoàng vì cứu người, mà bản thân bị trọng thương, kết quả như cũ vẫn không thể cứu vãn. Lúc đó tất cả mọi người đều cho là thật, bất quá. Sau đó, không ít cường giả nhân tộc, đi vào địa quật, một cái tin tức hoàn toàn khác cũng được truyền ra ngoài, nói là, thần linh hoàng liên thủ cùng chư tử bách gia của nhân tộc, đem dung hoàng chém gỡ yêu ta hết. Lúc đầu, tin tức này, tất cả mọi người đều cho là, nhân tộc vì để cho dị linh tộc sinh ra nội loạn, cố ý lan truyền, nhưng về sau thần linh hoàng, khống chế quân đội của thần dung hoàng, đổ sát các tướng lĩnh, họ đều cảm thấy có chút không được bình thường. Một canh giờ trước, người thừa kế đắc ý nhất của thần Dung Hoàng, đem bọn hắn triệu tập lại, đem sự tình nói qua hoàn chỉnh một lần, lúc đó mọi người mới chợt hiểu ra, tức giận không thể nhịn nổi. Sĩ linh tộc, sở dĩ xưng bá thiên hạ, để nhân tộc đều kiêng rè không thôi, cũng bởi vì ba đại hoàng giả liên kết với nhau bệnh thành một sợi dây thừng, bây giờ lại hãm hại lẫn nhau, cùng nhân tộc một chỗ bài kế đồng tộc, quả thực chính là làm điều ngang ngược, tội không thể tha thực lực của thần linh hoàng và thần tinh hoàng rất mạnh mẽ, đều đạt đến cấp cổ thánh, chúng ta coi như biết, lại có thể như thế nào. Căn bản không có cách nào đấu với bọn hắn A hát. Nhìn mọi người xúc động, một tên tộc nhân dị linh tộc nhịn không được lắc đầu. Tâm tình của mọi người, quả thật có thể lý giải, coi như linh hoàng và tinh hoàng bị thương nặng hơn, cũng là cường giả cổ thánh cảnh đỉnh phong, không có khả năng một đám đại thánh như bọn họ, có thể chống lại. Ba đại hoàng giả, có thể khống chế thiên hạ, không chỉ bởi vì quyền lực cùng thủ đoạn, càng quan trọng hơn là có thực lực để cho người ta không thể lay động. Điểm ấy ta cũng biết, có điều, mọi người yên tâm, Dung Hoàng bệ hạ còn sống, tự nhiên sẽ trở về dọn dẹp phản đồ, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần náo động, bố trí phân tán khống chế bốn phía, không cho thiên hạ lay động là được." Lưu Dương nói. "Không sai, chúng ta không cách nào có khả năng khống chế bọn họ tranh đấu, nhưng lại có thể khống chế dị linh tộc, không cho xuất hiện biến cố." Một khi loạn lên, nhân tộc vô cùng có khả năng nhân cơ hội vây quét vài vạn năm cơ nghiệp của dị linh tộc, rất có khả năng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy vị tộc nhân dị linh tộc đồng thời gật đầu. Ba đại hoàng giả tranh đấu, bọn họ không có cách nào nhúng tay, nhưng lại có thể khống chế một phương, đem khả năng năng làm hại do náo động mang tới yếu đến mức thấp nhất. Nếu tất cả mọi người đều có ý tưởng này, thì liên minh này của chúng ta coi như được thành lập. Đã là liên minh Tự nhiên phải có một vị đứng đầu phụ trách, thống nhất mệnh lệnh, nếu không, mọi người mạnh ai nấy làm, có khả năng làm đến lung ta lung tung. Thấy mọi người đồng ý quan điểm của hắn, Lưu Dương thở phào nhẹ nhõm, nói: Chương 3476, Thần Dung Hoàng còn sống. Hai, tự nhiên phải cần minh chủ, Dương huynh là truyền nhân của Dung Hoàng bệ hạ, lại là người tu vi cao thâm nhất trong chúng ta, vị trí minh chủ, ngoại trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt chúng ta lần nữa khống chế cục diệt, để không đến mức quá loạn mọi người đồng thời ôm quyền hiện tại ngoại trừ cổ thánh ý kiến của vị này liền lớn nhất nếu không thần linh hoàng đã đem hắn chém gỡ iota từ sớm hắn nếu làm minh chủ chắc chắn có thể phục chúng nếu mọi người nói như vậy ta cũng liền không tiện từ chối ta chỉ hy vọng mọi người ghi nhớ rằng đứng dậy nắm đấm của lưu dương siết chặt để ở trước ngực lông Nghi nâng lên, mang theo kiên định không thể lay động, tất cả là vì dị linh tộc. Đã đến dị linh tộc, tự nhiên tên không thể gọi là Lưu Dương, mà là Dương Lưu, mọi người xưng hô Dương Huynh, cũng chính là hắn. Dù sao lúc ở nhân tộc cũng không có quá lớn danh khí, giờ phút này đảo ngược họ tên, càng không có người biết được. Còn ngày hôm nay lôi kéo tất cả thế lực, nghĩ biện pháp khống chế dị linh tộc, chính là lúc trước khi lão sư đi linh hoàng cung, đặc biệt giao phó tất cả là vì dị linh tộc. Tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, từng cái tràn đầy kích động. Không hổ là truyền nhân mà Dung Hoàng bệ hạ nhìn chúng, quả nhiên là trụ cột vững vàng của dị linh tộc. Liên minh thành lập, trước hết nên đặt một cái tên, chúng ta nên làm như thế nào? Thấy mọi người đối với hắn vui lòng phục tùng, Lưu Dương đang muốn tiếp tục nói chuyện, lông mày đột nhiên dương lên, cổ tay lật qua lật lại. Hô. Một cái ngọc bài truyền tin xuất hiện tại lòng bàn tay, liếc mắt nhìn con mắt lập tức híp lại. Minh chủ, chuyện gì xảy ra? Một tận tộc nhân dị linh tộc nhìn qua. Thần linh hoàng bắt tu luyện giả từ thánh vực trở lên ở bốn phía, về trong thành tế đàn, tiến hành sinh mệnh hiến tế, nghe nói đã liên tục chém gợi yêu ta ít hơn ba vạn người. Lưu Dương nắm đấm siết chặt. Ba vạn người. Quả thực chính là cầm thú. Bên trong căn phòng mọi người cũng kìm nén không được nữa, đồng loạt đứng dậy. Sĩ linh tộc, coi như có thiên tư chắc tuyệt, nhưng đạt tới thánh vực, cũng là rất ít ỏi, lấy sinh mệnh tộc nhân đi hiến tế, hơn nữa một lần đổ sát chính là mấy vạn, cái tên này là điên rồi sao? Minh chủ, chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người sắp bùng nổ, đồng loạt nhìn về phía Lưu Dương ở trung tâm. Lấy sinh mệnh đi hiến tế, phối hợp với bảo vật, hắn hẳn là muốn tế tự thần linh, muốn van xin lực lượng, khôi phục thương thế nhanh chóng. Lưu Dương nói, mọi người gật đầu thần linh hoàng thương thế cực nặng, chỉ bằng vào bản thân tu dưỡng, không biết phải hao phí bao lâu, thậm chí cũng có thể cả đời vô vọng, nhưng tế tự thần linh liền có thể hoàn thành. Chỉ bất quá, thực tế tế tự cần tiêu hao quá lớn, đặc biệt là muốn thu hoạch lực lượng, không chỉ cần có bảo vật, còn phải cần có máu tươi. Giữa thiên địa, vận chuyển quy tắc, tất cả đều có công bằng, muốn đạt được thứ gì tự nhiên cũng cần phải trả giá, thần linh cũng không thể ngoại lệ. Biết cái tên này đổ sát mấy vạn người, Mọi người đều rõ ràng, khẳng định là đang tiến hành một hồi tế tự cực lớn. Chúng ta phải làm bây giờ chính là lập tức tổ chức mọi người đi ngăn cản hắn tiến hành tế tự, nếu không, để tiếp tục, có khả năng liền trễ rồi. Lưu Dương khẽ nói. Được, mọi người đồng loạt gật đầu. Nhất định phải ngăn cản, nếu không, một khi để hắn thành công, thương thế triệt để khôi phục, còn muốn phản kháng cũng không làm được. Rầm rầm rầm. Vừa định gỡ đi cấm chế ở bốn phía, để đi ngăn cản thần linh hoàng tế tự, bỗng cảm thấy mặt đất một hồi lay động, dường như có tiếng cự lôi vang lên, lao ra khỏi gian phòng, nhìn về phương hướng âm thanh vang lên, ngay sau đó nhìn thấy một cỗ lực lượng cường đại, đến từ trung tâm vương thành, vị trí thần linh hoàng tế tự. Nơi đó phát sinh bùng nổ, chẳng lẽ tế tự thất bại? Chuyện gì xảy ra? Cũng không thể kìm nén được nữa, Lưu Dương quay đầu nhìn về phía mấy cái hộ vệ đang thủ hộ trong viện một cái hộ vệ tràn đầy kích động, thanh âm đều có chút sắc nhọn, là Dung Hoàng Bệ Hạ. Dung Hoàng Bệ Hạ không có chết, ngài ấy đã về. chương 3477, Phù Chủng một, Thần Dung Hoàng quả nhiên còn sống. Hắn trở về. Tất cả mọi người đồng thời xôn xao. Lúc trước bọn họ nghe Lưu Dương nói qua một lần, trong lòng còn có chút nghi ngờ, giờ phút này, tất cả đều tan thành mây khói. Dung Hoàng Bệ Hạ quả nhiên không có chết, nói như vậy, những điều thần linh hoàng nói chính là giả sự thực là hắn thông đồng nhân loại mưu sát hoàng thất tội không thể tha mau qua xem mọi người thì khiếp sợ lưu dương nội tâm cũng đầy kinh hỉ người khác không biết trước đó hắn gặp qua dung hoàng cùng lão sư biết hai người chuẩn bị những gì thế lực có thể liên hợp đều liên hợp giờ phút này tới đây nói rõ đã tổ chức lực lượng có thể chống lại đội ngũ thần linh hoàng muốn đoạt lại quyền lực vèo Tìm nén không được, thẳng tắp hướng trong thành bay đi. Những người khác gặp Minh Chủ tiến lên, không dám do dự liền theo sát. Thời gian không lâu, đi tới trung tâm Vương Thành, nơi chịu trách nhiệm tế tử, có một tòa đài cao vút, xuyên thẳng qua tầng mây, bốn phía trên bậc thang, máu tươi chảy xuôi, đem nó huyết đại thành huyết sắc, cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Hình vòng quanh cầu thang, từng cán lá cờ cắm ở phía trên, bay phần phật theo gió, trên bầu trời trời u ám, bị vòng xoáy khổng lồ bao phủ, dường như có vô cùng vô tận lực lượng đang hội tụ tại trung tâm vòng xoáy bất cứ lúc nào cũng sẽ buôn xuống thần linh hoàng đang lơ lửng trên đài cao tùy ý để luồn khí lưu cuồng bạo dọc theo thân thể xoay tròn phía dưới đài cao một mảnh đen kỳ tộc nhân dị linh tộc quỳ sát tất cả đều giống như mất đi ý thức không nhúc nhích cộng lại chừng mấy vạn xem ra chính là lấy tính mạng của bọn hắn để tiến hành hiến tế lại đến địa phương khác thì là vô số bảo vật dược liệu khoáng thạch nhiều vô số kể chính là những thứ mà lúc trước trương huyền ngụy trang thành ổ thao đi vào giám định linh hoàng người cùng nhân tộc liên hợp đánh lén ta tin nghĩa bất chấp đột sát tộc nhân tiến hành hiến tế phá hủy hết cơ nghiệp của các tiền bối để lại ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi đối diện thần linh hoàng thần dung hoàng yên tĩnh lơ lửng nhìn thi thể đầy đất cùng máu tươi trong mắt dâng lên huyết sắc sớm biết cái tên này điên cuồng không nghĩ tới điên cuồng như vậy liên hợp nhân tộc, gờ yêu ta ít hắn thì cũng thôi đi, trực tiếp bắt 10 vạn tộc nhân, tiến hành hiến tế. Tội ác quá lớn, tội lỗi càng thêm chồng chất. Gờ ta ít ta, chỉ bằng ngươi. Cười lạnh, thần linh hoàng trong mắt mang theo khinh miệt. Đổi lại dung hoàng của lúc trước, hắn có thể sẽ kiêng kỵ, nhưng mà bây giờ, đối phương bị thương nặng, bản thân còn muốn ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, còn muốn gợi yêu ta ít người khác. Nằm mơ, nếu còn có chúng ta đâu vù vù tiếng gió rít gào vài bóng người bất ngờ xuất hiện chính là đám người mặc linh cổ thánh hỏa tư cổ thánh mặc linh người cái tên ăn cây táo rào cây sung linh hoàng hít mắt lại lần nữa nhìn về phía thần dung hoàng dung hoàng người cùng hắn liên hợp lại chắc hẳn không biết sở dĩ có thể rơi vào cục diện ngày hôm nay công lao của hắn không thể bỏ qua a à. nếu không phải mặc linh cổ thánh liên hệ các chư tử bách gia cường giả chỉ bằng hắn tuyệt không có khả năng tổn thương dung hoàng mảy may. Hiện tại khiêu khích quan hệ giữa chúng ta, cho rằng hữu dụng sao? Dung hoàng khẽ nói. Mạc Linh cổ thánh lúc trước quả thực tại giúp đối phương, nhưng bây giờ đi theo sau lưng thiếu gia, mọi người mặt trận đã thống nhất, lại so đo cũng đã không còn ý nghĩa. Hơn nữa, hiện tại kẻ thù lớn nhất của hắn, chính là Linh Hoàng, nếu đem hắn gỡ yêu ta ết, chết cũng nhắm mắt. Khiêu khích, Linh Hoàng đang muốn tiếp tục nói chuyện, ngay sau đó thấy được một đầu thánh thú to lớn cách đó không xa, vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi, hỏa tư cổ thánh, năm đó, dung hoàng đem tộc nhân của ngươi, đưa ra cố thổ, thù hận không đội trời chung, ngươi chẳng lẽ cũng cùng hắn liên hợp lại. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta không chỉ cùng các ngươi chung sống hòa bình, còn để thánh thú tộc quay về chỗ ở lúc trước, thậm chí còn đền bù những năm đó ngươi thua thiệt. Chương 3478, Phù chủng 2 một vị mạc linh cổ thánh không cảm thấy cái gì, cũng không sợ, nhưng lại thêm hỏa tư, có chút khó giải quyết. Hỏa tư cổ thánh, sức chiến đấu chân chính so với thời kỳ toàn thịnh của hắn, chỉ mạnh hơn chứ không yếu, lúc này nếu xông lên, thương thế của hắn nặng như vậy, tuyệt đối không phải là đối thủ. Ta đã nói qua, thánh thú tộc có thánh thú tộc kiêu ngạo, nếu như có thể cùng ngươi liên thủ, đã sớm đồng ý. Hỏa tư cổ thánh móng vuốt vẫy một cái, thật ra thì trước khi thần dung hoàng tìm nó linh hoàng liền đặc biệt tới qua mấy lần chỉ bất quá đều bị chặn ngoài cửa sầm mặt lại linh hoàng híp mắt vốn nghĩ thần dung hoàng thân thể bị trọng thương coi như có thể lôi kéo cũng nhiều nhất binh tôm tướng cá không đáng để lo không nghĩ tới mặc linh cổ thánh ngang nhiên phản bội hỏa tư cổ thánh cũng trực tiếp quy thuận đổi lại lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ đến cùng làm sao làm được dung hoàng người thật sự có chút thủ đoạn sao ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một ít, bất quá chỉ bằng các ngươi muốn gỡ yêu ta ít ta, bất quá còn không làm được. biết nói nhiều vô ích, thần linh hoàng thở ra một hơi, lần nữa khôi phục tự tin, các ngươi cũng đều ra đi. dầm tiếng nói kết thúc, lúc trước ở linh hoàng cung, trương huyền gặp phải rất nhiều dị linh tộc của thánh, đồng thời bay tới, đồng loạt đứng thành một hàng, tản mát ra khí tức cường đại. chính là lúc trước rất nhiều vương giả, không đúng liếc mắt nhìn những người này thần dung hoàng cùng mặc linh cổ thánh nhìn nhau đồng thời lộ vẻ mặt ngưng trọng lúc trước những người này sở dĩ trợ giúp thần linh hoàng là vì trao đổi lợi ích cái gọi là liên minh cũng không kiên cố mà bây giờ lại kiên định canh giữ ở bốn phía dường như chỉ cần bọn họ tiến lên cũng sẽ vọt thẳng tới không quan tâm sống chết lúc nào những người này trung thành như vậy bọn hắn đang bị khống chế lông mày nhăn lại trương huyền vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc lấy hắn đối linh hồn nghiên cứu, tự nhiên có thể thấy được, những người này, tuy là còn có ý thức của mình, nhưng đã bị người khác khống chế, cùng với khôi lỗi không khác nhau. Nếu như chỉ là liên minh, uy hiếp dụ dỗ cùng đủ loại đạo lý, có thể để cho bọn hắn sụp đổ, mà khôi lỗi, chỉ nghe theo lệnh lệnh. Liên không dễ dàng như vậy. Làm không cẩn thận chính là một hồi ác chiến. Dùng khống chế linh hồn, cái này, cái này sao có thể. Mặc linh cổ thánh khó tin hắn cả một đời đều nghiên cứu hồn phách, lĩnh ngộ đối với linh hồn sớm đã thắm vào cốt tủy, nếu để cho hắn khống chế cổ thánh. Vẫn như cũ không có khả năng hoàn thành. Đối phương trước mắt, thoáng cái đã khống chế nhiều như vậy cổ thánh thực lực không kém gì bản thân, dù thấy tận mắt cũng không dám tin tưởng. Là phù trùng. Nhớ tới cái gì, thần dung hoàng thân thể cứng nhắc, cắn răng nói. Phù trùng. Đám người trương huyền trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kỳ quái hiếu kỳ cứ này không riêng gì hắn ngay cả đám người hỏa tư cổ thánh mặc linh cổ thánh đều không biết là vật tiên sứ cường giả lưu lại có thể gieo trồng ở trong người một khi kích hoạt cho dù là cổ thánh đều vô điều kiện nghe theo chỉ huy nếu không phù trùng bùng nổ hẳn phải chết không nghi ngờ thần dung hoàng nói tiên sứ năm đó tổ phụ cùng khổng sư quyết chiến bị geyota ép tộc nhân ăn bữa hôm lo bữa mai bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt ngay sau đó liền tế tự trời cao, tiêu phí vô số đại giới, mời tới tiên sứ cường giả ở thượng thương thế giới, đối phương, vì khống chế cục diện, đều gieo loại vật này cho mỗi một vị cổ thánh, cha ta, cũng bị trồng cái này. Thần Dung Hoàng giải thích, về sau tiên sứ bị khổng sư bắt đi, tác dụng của phù chủng biến mất, mọi người mới may mắn thoát khỏi. Nếu không, Hoàng thất dị linh nhất tộc, năm đó liền chỉ sợ toàn quân phải bị diệt. Trường 3479, Tiên sứ Cường giả 1 bị khổng sư bắt đi. Trương huyền tâm thần trì trệ một chút. Có thể gieo trồng phù trùng cho đám người phụ thân của thần Dung Hoàng, thực lực mạnh, tất nhiên có khả năng vượt qua cấp bậc tích huyết trùng sinh. Loại cường giả này, đều bị khổng sư trực tiếp bắt đi, vị vạn thế chi sư này, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Khó trách có thể trấn áp dị linh tộc, vài vạn năm không dám động đậy, loại thực lực này, quả thực để không ai dám phản kháng. Phù trùng cũng không đáng sợ, bọn họ coi như bị khống chế, có thể liên hợp một lòng, nhưng chúng ta chỉ cần sử dụng hết toàn lực, cũng có thể đem những người này đánh bại, nhưng mà... Thần Dung Hoàng ánh mắt lộ ra nồng đậm lo âu. Người lo lắng, nguồn gốc của phù trùng. Trương Huyền nhìn qua. Thứ này là năm đó, tiên sứ thi triển ra, cũng là cho thấy, bình thường của thánh hoặc cho dù là ba đại hoàng giả, cũng không có khả năng khống chế. Nhưng bây giờ đối phương lấy ra, lại khống chế được những người này, lực lượng từ đâu mà đến lại đại biểu cho cái gì vâng phù trùng xuất hiện nói rõ tiên sứ cũng sẽ xuất hiện đây chính là chân chính siêu cấp cường giả cổ thánh tứ trọng cảnh cũng đã có thể làm được phá toái hư không không gian vỡ vụn đều lông tóc không thương nếu như loại người này giúp hắn nhân số chúng ta nhiều hơn nữa cũng vô dụng thần dung hoàng nói cổ thánh tứ trọng cùng tam trọng chỉ kém một cái tiểu cảnh giới nhưng cấp độ sinh mệnh hoàn toàn khác biệt một cái có thể phá toái hư không, đi vào vị diện cao hơn, mà một cái chỉ có thể ở lại chỗ này, đủ thấy tranh lệch. vài vạn năm qua, sĩ linh tộc, nhân tộc sản sinh cổ thánh nhiều đi nữa cũng coi như không bằng số cá trong sông, nhưng cũng ít nhất nắm giữ hàng trăm hàng ngàn. mạnh nhất cũng chỉ có thực lực tương đương hắn, đi đến tích huyết trùng sinh đỉnh phong nhất, đệ tứ cảnh chỉ có một vị khổng sư cùng ngoan nhân mà thôi. cái khác mạnh hơn đều làm không được. đó chính là nguyên nhân tranh lệch lớn. Lúc này một khi thoát ra một vị cường giả, đừng nói báo thù, bọn họ những người này có thể hay không chạy thoát, cũng khó nói. Đi đến loại cảnh giới này, tuyệt không có nhiều người, có thể chống lại. Trước đừng lo lắng, đã có quy tắc thế giới hạn chế, không khả năng dễ dàng như vậy giáng lâm, chỉ cần động tác nhanh một chút, đem linh hoàng đánh gỡ Iota S, liền cái gì đều không cần lo lắng. Một bên hỏa tư cổ thánh hử lạnh, cái gọi là tiên sứ cường giả, hắn cũng kiêng kỵ có thể không phải còn không xuất hiện ư chỉ cần không xuất hiện cũng không cần lo lắng linh hoàng đã chết ai còn có thể làm như thế nào đối với bọn họ không sai cũng biết đạo lý này thần dung hoàng ánh mắt ngưng trọng bàn tay giơ lên đang muốn phân phó mọi người cùng một chỗ động thủ chỉ thấy thần linh hoàng cười khanh khách nhìn qua vừa rồi mọi người truyền âm hắn cũng không ngăn cản mà là một mực nhìn lấy dường như đã sớm đã tính trước là cố ý để khủng hoảng ở trong lòng đối thủ lan tràn. Dung Hoàng, người rơi vào thế cục như bây giờ, người biết tại sao không? Thần Linh Hoàng mở miệng. Thần Dung Hoàng nhíu nhíu mày. Rất đơn giản, ngươi không có như ta lòng giả ác độc. Thực lực của ta, mặc dù không bằng ngươi, nhưng tâm địa so với ngươi lợi hại hơn nhiều lắm. Ta có thể dùng vô số sinh mệnh linh tộc hiến tế, đổi lấy thương thế khôi phục, có thể liên hợp nhân tộc, đối với ngươi vây gờ yêu ta ít cũng có thể đem sinh mệnh của mình, hoàn toàn hiệu chung người khác, thậm chí linh hồn đều không cần. Chỉ vì để ngươi chết, mà ngươi lại làm không được. Thần Linh Hoàng cười lạnh. Ngươi có ý tứ gì? Thần Dung Hoàng sầm mặt lại. Lợi dụng vô số sinh mệnh linh tộc hiến tế, thật sự là hắn làm không được. Liên hợp nhân tộc với công đồng tộc hoàng giả, hắn cũng không cách nào hoàn thành. Hắn làm việc có nguyên tắc của mình, cũng nén lại không bao giờ buông xuống những cái này hắn thừa nhận, nhưng, cái gọi là đem sinh mệnh mình, linh hồn cho người khác, là ý gì? Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi. Vô độc bất trượng phu, từ xưa người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, lòng ta so với người lợi hại, cho nên, thắng lợi cuối cùng, nhất định là ta. Vô độc bất trượng phu, nghĩa là không độc không hiểm ác thì chẳng phải là một đại trượng phu chân chính. Trường 3480, Tiên Sứ Cường Giả 2 cười ha ha một tiếng, thần linh hoàng vung tay lên, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đem bọn hắn tất cả đều gợi yêu ta cho ta. Vâng, phần phật, rất nhiều cổ thánh ngăn ở phía trước, nghe được mệnh lệnh, đồng thời xông tới, đối với đám người trương huyền liền động thủ. Cùng lúc đó, thần linh hoàng năm ngón tay hướng phía dưới nhấn một cái. Áp lực cực lớn theo trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, trong tích tắc, toàn bộ vương thành ở lực lượng của hắn bao phủ xuống, tựa như tận thế đã tới. Bành 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 bành. Phía dưới quỷ rất nhiều cường giả thánh vực, đầu đồng thời nổ tung, máu tươi tuôn ra, chảy xuôi trên cầu thang, đem trọn đài cao nhuộm đỏ. Ngươi, không nghĩ tới cái tên này tàn nhẫn như vậy, lại tàn sát mấy vạn tộc nhân, thần dung hoàng sắp điên rồi, trong mắt đỏ hoe, rốt cuộc kìm nén không được, thẳng tắp hướng thần linh hoàng lao đến. Hắn mặc dù thương thế cực nặng, nhưng giờ phút này, bất kể cái gì đều không quản được nữa. Trong lòng chỉ có một ý niệm hoặc là hắn chết, hoặc là cùng chết. Nếu không, linh tộc lấy ra hỏa này dẫn đầu, chỉ có sinh linh đổ thán, cuối cùng có khả năng bị diệt tộc. Đối thủ của ngươi là ta. Phần Phật, bên này còn chưa tới gần đối phương, một vị cổ thánh cao ngất xuất hiện ở trước mắt, cổ tay rung lên, một cây trường côn, thẳng tắp hướng thần dung hoàng đánh tới. Chính là một trong mấy cái cổ thánh chúng phù trùng. Thực lực người này, mặc dù chỉ miễn cưỡng đi đến tích huyết trùng sinh cảnh, nhưng thần dung hoàng đã trọng thương dù toàn lực động thủ muốn vượt qua cũng không dễ dàng trường côn như điện vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh không gian bốn phía từng tầng từng tầng lật lên như màn sân khấu bị cột đẩy ra rơi vào màn sân khấu vòng xoáy thần dung hoàng vẻ mặt càng ngày càng trắng hô hấp có chút không được trôi chảy đổi lại trước kia loại thực lực tôm tép nhãi nhép này một bàn tay liền có thể chụp chết một đống lớn mà bây giờ chỉ có thể bị động tránh né, suy nghĩ một chút đều cảm thấy uất ức. Bệ hạ, chúng ta tới giúp ngươi. Ngay thời điểm không kiên trì nổi, nghe thấy một tiếng hét lớn, ngay sau đó liền thấy đám người lưu dương, mang theo vô số binh sĩ đi vào tới. Âm âm, mọi người liên thủ, lực lượng bắn thẳng đến thương khung, đánh vào bên trên trường côn của cổ thánh, run lên một cái, liền bị bẻ gãy. Thực lực cổ thánh cùng đại thánh tranh lệch không biết bao xa, không thể so sánh nổi, tình huống bình thường là không cách nào tiến hành chiến đấu. nhưng đám người lưu dương liên hợp cùng một chỗ bố trí thành trận pháp, tại phối hợp hơn vạn binh sĩ kết hợp với nhau đã đủ để chống lại nhiều người lực lượng lớn, chân chính liên hợp cùng một chỗ như một quân đội liền xem như cường giả cảnh giới tích huyết trùng sinh cũng sẽ kiêng kỵ. bất quá chỉ cần cho cường giả tích huyết trùng sinh cảnh đầy đủ thời gian đánh gờ iota s bên đó thống lĩnh đối phương không cách nào ban bố mệnh lệnh hết thảy sẽ liền uổng công tự tìm cái chết thấy vũ khí của mình bị một đám đại thánh thánh vực đánh gãy vị cổ thánh này lửa giận thiêu đốt nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay bỗng nhiên đối với lưu dương đám người đập đi qua chỉ cần đánh chúng có thể đoán được hẳn phải chết không nghi ngờ a à, ngay tại thời điểm trường lực sắp tới gần lưu dương liền nghe một tiếng quát lạnh một chuôi trường thương không biết từ đâu xuất hiện phốc, mũi thương đâm thủng bàn tay, máu tươi như nước chảy mà xuống. Ngay sau đó, khi hắn cho rằng đối phương sẽ xông lại đem hắn chém gỡ yêu ta lại phát hiện, thanh niên cầm thương, lấy ra một cái bình ngọc, đối với huyết dịch đang vẩy ra, cái mông gổ lên, nghiêm túc hứng. Một bên chứ, một bên hưng phấn. Vị cổ thánh nào đó? Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 141.